Đệ đệ đánh lén ta bị ta phản đòn. Phụ thân lại nói ta tâm địa ác độc. Tại sao lại đánh trả? Ngay cả mẫu thân cũng lo cho nó. Ngươi cấm miệng cho ta, luôn mồm tốt với ta. Ngươi lại đã làm gì? Khi ta bị người đuổi giết, ngươi tổ chức sinh nhật cho đệ đệ là quan tâm ta sao? Không phải như vậy, Thu Nhi, con nghe ta giải thích, bớt đạo đức giả đi. Còn nữa, ngươi bớt bày cái gì mà giáo huấn đi cho ta? Trong vòng 20 năm qua, ngươi chưa từng dạy ta cái gì, không có tư cách giáo huấn ta. Nói hay lắm, nói hay lắm, phản rồi phản rồi. Thẹn quá hóa giận, muốn giết người diệt khẩu sao? Ngươi giết được mấy người chúng ta? Chẳng lẽ ngươi còn có thể giết hết người trong cả thiên hạ sao? Ngươi có thể bịt mồm tất cả người trong thiên hạ không? Minh Tử, từ hôm nay trở đi, ngươi cùng Diệp Cẩn ta không có quan hệ gì, sinh tử của ngươi cũng không liên quan gì đến ta. Thu Nhi, con nhanh xin lỗi cha đi, ta hứa với con, chúng ta về sau sẽ bù đắp lại toàn bộ thiệt thòi của con. Ta cầu xin con, ta không sai thì sao phải xin lỗi? Các người nhanh cút đi, đây cũng không phải là vương phủ của các ngươi. Hỗn trướng, ta giết ngươi. Đệ đệ, nơi này còn chưa tới phiên ngươi nói chuyện. Nhiều bảo thuốc và linh dược, lãng phí nhiều tài nguyên như vậy mà ngay cả ta cũng đánh không lại. Chỉ bằng những bảo thuốc linh dược này vứt cho chó ăn, chó cũng có thể thành tiên. Thanh Nhi, đừng tin ca của con nói, con rất có thiên phú tu luyện. Như ta đã nói lúc ban đầu còn ở vương phủ, ngươi không thật sự coi mình rất ưu tú chứ? Ngươi đơn giản chính là ăn may được gia tộc hỗ trợ thôi. Nếu như cho ta tài nguyên giống như ngươi, ta sớm đang đỉnh rồi. Thật quá tàn nhẫn, người ta dù sao cũng đường đường là thánh tử Bất Lão Sơn, lại chế giễu hắn ta đến mức không còn gì như vậy. Thi tiên chính là thi tiên, chỉ mấy câu liền đem hắn từ hư giả mộng đẹp đánh rơi về hiện thực, quá tàn khốc. Cầm miệng, ta giết hỗn trướng, còn không ngại mất mặt, lùi xuống cho ta. Nếu vậy ta thả chết, ngươi im miệng cho ta. Một chút cách trở nho nhỏ, liền muốn chấm dứt tính mệnh. Chúng ta nuôi ngươi nhiều năm như vậy, ngươi chính là báo đáp chúng ta như vậy sao? Ca ca ngươi bỏ đi, ngươi cũng muốn bỏ đi như vậy sao? Nương, nương đừng khóc, con vừa nói đều là nói nhảm. Đây chính là tình cùng gia đình sao? Nhìn thử cái tình mẫu tử này xem, thật khiến người ta chảy nước mũi. Ngươi chờ đó cho ta, nỗi nhục hôm nay, sớm muộn có một ngày ta sẽ trả cho ngươi. Lấy tư chất của ngươi, gặp ta như phù du gặp trời xanh. Nếu như ta không lãng phí 20 năm này, thì ngươi tư cách gặp mặt ta cũng không có. Ta hôm nay mới phát hiện, Diệp Thu cũng là người cùng vọng như thế. Chẳng trách có thể viết ra thơ thuốc lào, câu thơ ngạo khí trùng thiên như vậy. Hay cho một câu phù du gặp trời xanh, ta phải ghi nhớ để sau đi chửi lộn. Hai huynh đệ gây ra mâu thuẫn lớn như thế, có lẽ thật sự có lỗi của ta. Chẳng lẽ ta thật sai lầm rồi sao? Người nghĩ kỹ, thật sự không theo chúng ta trở về sao? Vương gia đi thong thả. Diệp Thu, một ngày nào đó ta sẽ giết ngươi. Diệp Thu dù có thế nào thì cũng là huynh trưởng của ngươi. Ngươi muốn giết ca của ngươi? Tương lai có phải ngươi muốn giết cả cha ngươi không? Hắn dù có thế nào cũng là ca của ngươi. Ta có từng dạy ngươi lấy hạ phạm thượng sao? Diệp Thu hình như thật sự không nguyện ý nhận nhau với ta. Về nhà cho ta, không có lệnh của ta, không được bước ra khỏi gia môn. Phu nhân, chúng ta cũng đi thôi. Diệp Cẩn cuối cùng cũng đi rồi, chúng ta cùng đi hỏi một chút, con của ngươi và con của ta bị Diệp Thu bắt đem đi đâu rồi? Diệp thiếu gia, lão phu quấy rầy người cũng là hành động bất đắc dĩ. Ta chỉ muốn biết, nhi tử ta bây giờ đang ở chỗ nào, còn sống hay không? Nếu như hắn thật sự là bị người bắt đi, chuyện trước kia con ta đắc tội người, lâm gia ta nguyện ý dùng hậu lễ đền bù cho người. Diệp Thu, người tốt nhất đem nhi tử ta thả ra, nếu không, lão phu dù là liều mạng cũng sẽ không để người yên. Ta không hiểu các người đang nói gì, nhưng mà nếu các người thấy ta thật sự dễ bắt nạt, thì cứ việc tới đây, không cần lo lắng. Các người tốt nhất đừng đổ oan cho người tốt. Diệp Thu, người đừng tưởng có Lỗ Vân Phong bảo vệ cho ngươi, ngươi liền có thể không lo. Mọi người sở dĩ không dám động tới ngươi, đơn giản chính là kiêng kỵ phụ thân Diệp Cẩn của ngươi thôi. Bây giờ ngươi không có cái thân phận này, ngươi chẳng là cái thá gì. Ngươi đọc sách chúng ta, tu hạo nhiên chính đạo, lập thiên địa ý chí, sao có thể không lưng trước quyền quý? Cùng lắm cũng chỉ là chết. Ta thì sợ gì các ngươi vu oan hãm hại? Nói hay lắm, ngươi toàn thân phát ra hạo nhiên chính khí như vậy, các ngươi lại dám vu hãm? Những đại gia tộc này chèn ép nho đạo ta nhiều năm, làm nhục học sinh nghèo ta lâu như vậy, cũng nên tới lúc tính sổ rồi. Các huynh đệ cùng tiến lên. Diệp Thu, người chờ đó cho ta. Các huynh đệ, chiến thuật rút lui. Diệp Thu, ngươi thật đúng là một người thú vị. Hôm nay là ngày chúng ta có hy vọng tìm ra nơi ở của nhi tử nhất. Không ngờ đột nhiên xuất hiện Lỗ Vân Phong xen vào việc của người khác. Lâm Hùng, ngươi nói chúng ta nên làm gì đây? Việc này liên quan đến tính mạng con trai chúng ta, không thể kéo dài được nữa. Chỉ cần có thể đem tiểu tử kia bắt trở lại, lão phu ác có niềm tin khiến hắn mở miệng. Ngày mai sẽ là thi từ đại hội, chờ sau khi thi từ đại hội kết thúc, phụ thân Diệp Cẩn của hắn sẽ trở về Lê Dương. Đến lúc đó chúng ta mới hạ thủ. Mất kiên nhẫn đến vậy sao? Xem ra ta gần đây phải bận rộn rồi. Là ai ra tay ác độc như thế? Đây đều là tinh anh tộc ta. Khẳng định là Lỗ Vân Phong, khinh người quá đáng, buồn là người đọc sách. Lỗ Vân Phong kia ở bên trong hoàng hạc lâu của Diệp Thu kia, hắn một ngày không rời đi, chúng ta căn bản không có chỗ xuống tay. Gấp cái gì? Ta cũng không tin hắn có thể trông coi Diệp Thu mãi mãi. Chọc giận ta, ta liền thu thập cả hắn luôn. Đây không phải là mấy tên trưởng lão hai nhà Lâm Dương sao? Bọn hắn làm sao lại chết ở chỗ này? Chẳng lẽ hôm qua Diệp Thu tiểu hữu bị bọn hắn đánh lén, sau đó bị phản sát? Ai làm? Đây rốt cuộc là ai làm? Diệp Thu không hổ là thi tiên, không thấy đau khổ thế gian. Cho dù là đối đại địch nhân cũng thẳng thắn như thế, không cười trên nỗi đau của người khác, vì địch nhân mà rơi cả nước mắt. Hắn quá thiện lương, bao nhiêu vật liệu luyện rượu tốt cứ như vậy hỏng mất, quá lãng phí. Diệp Thu tiểu hữu, đừng quản cái này, chúng ta nhanh đi tham gia thi từ đại hội đi.
hôm nay đến đây đều là quý tộc danh lưu thế gian. Chút nữa ngươi nhìn ánh mắt ta làm việc. Ta mang ngươi đi làm quen mấy vị cao nhân tiền bối không tệ. Đa tạ tiền bối hảo ý. Liễu Thanh Phong, Phù Quang Động Thiên Thánh Tử, không ngờ hắn cũng tới. Ta nghe nói hắn trời sinh thần cốt, chính là thể chất có 102 đương thời. Thần cốt, quả thật không tệ. Nếu như có thể trực tiếp hấp thu thần cốt của hắn, đoán chừng có thể đem thân thể ma thần tu luyện tới cực hạn. Diệp huynh, ngươi cũng tới sao? Đúng vậy Liễu huynh, đã lâu không gặp. Tiền bối cũng là cao nhân tiền bối, sao lại không ai đi lên chào hỏi ngươi? Ta chỉ là một thư sinh nghèo, tạo quan hệ với ta không có lợi ích gì cả. Ngươi bây giờ biết Diệp Cẩn uy vọng cao biết bao nhiêu rồi chứ? Ngay cả tùy tùng bên cạnh hắn cũng có không biết bao nhiêu người muốn nịnh bợ. Nếu như lúc ấy ngươi chịu cúi đầu, ngươi vẫn là cự Bắc Vương Diệp Cẩn thế tử, cũng có thể trở thành đối tượng ngưỡng mộ của tất cả mọi người. Tiền bối nói đùa, ta trời sinh tiện mệnh, có thể không hưởng được đãi ngộ như vậy. Lại nói, dù cho không có thân phận này, ta cũng vẫn có thể trở thành nhân vật phong vân cả thế gian đều chú ý. Phu nhân, nàng sao vậy? Ta cảm nhận được Thu Nhi đang ở đằng sau chúng ta. Thế nhưng trước kia đối xử với nó quá tệ, nó đã quyết tâm đoạn tuyệt quan hệ với chúng ta. Phu nhân, có lẽ chúng ta thật sự nên buông tay. Chỉ cần hắn có thể trôi qua vui vẻ, trôi qua hạnh phúc, dù cho không ở bên người chúng ta thì cũng có sao. Cứ mặc kệ hắn đi. Ta chỉ muốn nghe nó lại gọi ta một tiếng mẫu thân. Ta không dám nghĩ nó có thể trở lại bên chúng ta. Cho dù đây chỉ là một thỉnh cầu nho nhỏ, nó chẳng lẽ cũng không nguyện ý thành toàn cho ta sao? Diệp Thanh, người đứng đằng sau chúng ta, hắn chính là ca ca phế vật mà ngươi nói. Nhỏ giọng chút, đừng để phụ thân ta nghe thấy. Hắn hiện tại luôn cảm thấy mình nợ Diệp Thu. Ta nghe nói hôm qua ngươi bị hắn đánh, thật sự có chuyện này sao? Ta chẳng qua là chủ quan thôi. Nếu giờ khắc này đối đầu, ta một kiếm liền có thể chạm hắn. Không sao, cha mẹ ngươi ở đây, ngươi không tiện động tay. Quay đầu nhìn ta đây, thân là hảo huynh đệ, ta làm sao cũng phải giúp ngươi chút giận. Rất thú vị, xem ra có trò hay để xem rồi. Liêu gia sớm chuẩn bị tốt quan tài đi. Không được, ta cũng cần phải làm một số việc mới được. Vãn bối Diệp Thu, bái kiến viện trưởng tiền bối. Diệp Thu tiểu hữu, ngươi tới rồi. Ta ngay cả bài phát biểu nhận giải cũng chuẩn bị xong cho ngươi rồi. Nếu như Thi Tiên có thể viết ra bài thờ thuốc lào nhưng ngươi không đến, thì ta biết trao giải cho ai đây? Vãn bối Minh Nguyệt, bái kiến viện trưởng tiền bối. Minh Nguyệt, ngươi vẫn lễ phép như thế. Giới thiệu một chút, vị này là Diệp Thu. Diệp Thu, chúng ta hẳn cũng không phải là lần đầu gặp mặt, chính thức làm quen một chút. Giao Quang Thánh Địa, Minh Nguyệt. Đây là biểu tình gì? Chẳng lẽ là thầm mến ta? Con đường ma đạo của ta không cần đạo lữ. Người tầm thường, Diệp Thu, hạnh ngộ. À, ta sao dám cười với Diệp Thu? Cười lâu như vậy, vị hôn thê đã từng ghét bỏ Diệp Thu, hẳn là thấy rồi. Ta nghe nói trước kia ngươi có một vị hôn thê. Làm sao? Quan hệ không tốt sao? Tiên tử thật biết che cười. Chuyện tình cảm chính là sự tình nguyện cả hai bên, hà có thể cứng câu, lại dám sát muối vào đít ta? Ngươi chờ đó cho ta. Sở vị nhân đáo ly dương hoa tự cẩm, thiên ngã lai thì bất phùng xuân. Đây là văn học tạo nghệ cỡ nào? Thận miệng một câu thơ cũng đủ để lưu truyền thiên cổ. Rượu thay, tựa như đang viết phong cảnh lê dương, nhưng lại giống như đang viết nhân sinh bất đắc dĩ tiếc nuối, càng giống như đang viết tình cảm bi thảm mà hắn trải qua. Thi Tiên, bài thơ này là mục tiêu phấn đấu cả đời ta. Người trước mắt ta này tài hoa kinh khủng cỡ nào? Chỉ dùng hai câu thơ cũng khiến người ta cảm nhận được hắn 20 năm qua bị phụ mẫu thiên vị để đệ, mà mình khó khăn lắm mới được tìm về, lại bị điên cùng trào phúng bi thảm cả đời. Hay cho sở vị nhân đáo ly dương hoa tự cẩm, thiên ngã lai thì bất phùng xuân. Không biết ngươi còn đang lưu luyến không rời với vị hôn thê kia của ngươi không? Thế thì không. Ta đã từng khát vọng trái tim một người, nhưng cuối cùng lại phát hiện hết thảy chuyện mình làm ra trong mắt người khác chẳng qua chỉ là trò cười. Hậu chi hậu giác bừng tỉnh đại ngộ, mới hiểu được ta đem bản tâm hướng Minh Nguyệt, nào ngờ Minh Nguyệt chiều cổng rãnh. Tỷ tỷ, ngươi không sao chứ? Ta không sao. Ngươi chờ ở đây, ta đi tìm hắn. Không cần, ta với hắn xa lánh như bây giờ. Xác thực tất cả đều là lỗi của ta. Trong thơ viết không phải chính là ngươi sao? Nương thật sự biết sai rồi. Ngươi vì sao không nguyện ý nhận ta? Minh Nguyệt chiều cổng rãnh, dùng tên của ta làm thơ, thật đáng ghét. Chẳng lẽ hắn lại có ý với ta? Bỏ đi. Đơn thuần là tự mình đa tình. Không ngờ ngươi ngược lại là rất thâm tình. Đáng tiếc thâm tình của ngươi không có đổi được sự quý trọng của đối phương. Tất cảnh hữu kỷ nhân trần đắc lộc, bất chi trung nhật mộng vi ngư. Mệnh lý hữu thì trung tu hữu, mệnh lý vô thì mà cường cầu. Coi như là mệnh đi. Cứ tiếp tục thế này thì còn thi thố cái chó gì nữa. Đổi thành cần sắt của ngươi luôn đi. Lại là một câu truyền thế danh ngôn, hắn sao thuận miệng liền ra được? Dạ huynh, ca của ngươi tùy ý như thế liền có thể làm ra danh thi đủ để lưu truyền thiên cổ, cũng không giống như ngươi nói không trừng trộm của ai đó. Ta không tin hắn còn có cái tài hoa đó. Diệp Cẩn, ngươi không phải nói hắn không bằng tiểu nhi từ ngươi sao? Ta ngược lại xem hiện tại hắn được hay không. Viện trưởng ngài ở lại, ta liền đi trước. Hảo tiểu tử, có loại thơ hay như vậy mà không lấy ra sớm một chút. Xem ra lần thi từ đại hội này không cần so đo gì nữa, trực tiếp tuyên bố kết quả đi. Đại trưởng lão nghĩ lại. Đúng vậy đại trưởng lão, còn chưa bắt đầu đã chọn ra quán quân. Về sau chuyến đi còn tổ chức lần tiếp theo thế nào nữa? Các ngươi khẩn trương cái gì? Lão phu chỉ là chỉ đùa một chút, sinh động bầu không khí một chút thôi. Thật sự coi ta già rồi hồ đồ sao? Chủ yếu ta muốn xem còn có người nào có thể viết ra loại truyền thế chi tác giống Diệp Thu không? Được rồi, mời chư vị ngồi xuống theo thứ tự, thi từ đại hội chính thức bắt đầu.
hoan nghênh các vị tham gia thi từ đại hội. Mục đích ta tổ chức đại hội này là vì người có tài hoa sẽ không bị mai một. Tiếp theo ta loạn thất bát tào, bắt đầu diễn thuyết. Minh Nguyệt sao lại đứng cạnh ta? Ta cùng nàng bèo nước gặp nhau, nàng vừa rồi vì sao lựa chọn giúp ta? Chẳng lẽ chỉ đơn thuần là muốn chọc tức vị hôn thê chỉ còn trên danh nghĩa kia của ta một phen? Thế nào, Diệp Thu, ngươi khẩn trương không? Khẩn trương cái gì? Tiểu trang diện thôi. Vị hôn thê kia của ngươi hình như đang nhìn ngươi. Tỷ tỷ, Minh Nguyệt kia thật sự là quá phận rồi. Ngươi còn đang ở đây à? Ta như vậy là có ý gì? Được rồi, đừng nói nữa. Vì cái gì không nói? Rõ ràng là lỗi của hắn. Hiện tại hắn ngược lại là bày ra bộ dáng một bộ thâm tình này. Ngươi ngược lại trở thành người bạc tình phụ nghĩa kia. Ngươi căn bản không hiểu rõ chân tướng sự tình. Từ đầu đến cuối, đều là ta luôn luôn làm tổn thương hắn. Ta mới là một người bạc tình bạc nghĩa. Ta không xứng với hắn hiện tại. Ta đem bản tâm hướng Minh Nguyệt, nào ngờ Minh Nguyệt chiều cổng rãnh. Ai là Minh Nguyệt, ai là cổng rãnh? Ngươi thế này cũng có thể tham gia thi từ đại hội sao? Diệp Thu đệ đệ, bắt lão sơn thánh tử Diệp Thanh, cùng thánh nữ Liên Phong vẫn luôn được đám người coi là thần tiên quyến tình nữ. Cộng thêm hai nhà Diệp gia cùng Liên gia kết thông gia từ nhỏ, ngươi suy nghĩ thật kỹ đi. Ý của ngươi là Liên Phong là vị hôn thê của Diệp Thu, nhưng lại thích đệ đệ Diệp Thanh của hắn sao? Liên Phong người này sao lại như vậy? Ta nói tên đệ đệ này cũng không thể chấp nhận được. Không chỉ không xấu hổ, trước đó lúc Diệp Thu ở nhà còn điên cùng nhằm vào Diệp Thu. Diệp Thu, ngươi rất biết lợi dụng dư luận. Diệp Thanh, có cần ta giúp ngươi giáo huấn hắn một chút không? Ngươi còn nắm chắc không? Xem thường ai đấy? Ta dù sao cũng là trời sinh thần cốt, lại không đánh được một thằng con rơi nho nhỏ sao? Nói ra há không để cho người ta cười một tiếng hào phóng. Chút nữa xem ta gây khó dễ hắn thế nào. Làm khó dễ ta sao? Có chút thú vị. Ngươi cười cái gì? Không thể nói, không thể nói. Tiểu tử này, chẳng lẽ biết ta đang thiếu một khối thần cốt? Định giúp đỡ ta một chút, chờ ta luyện ra nhân hoàng kỳ, sẽ cho ngươi làm phó kỳ chủ. Thủ Bạch Long Ngâm này là do ai sáng tác? Không ngờ ngoại trừ Diệp Thu ra, còn có một vị kỳ tài như vậy. Viện trưởng, là do Tiêu gia Tiêu Vô Tài sáng tác? Là Tiêu gia của Giang Lăng Thành sao? Không hổ là vương tộc hậu đại, quả thật có chút trình độ. Tiêu Vô Tài chính là tại hạ, đa tạ viện trưởng tán dương. Cổ lão siêu cấp đại gia tộc các người cũng tới thi từ đại hội góp náo nhiệt, ngược lại là hiếm lạ. Đây là công tử nhà ai, còn xoái hơn cả ta. Người ta dù sao cũng là vương tổng huyết thống, siêu cấp thế gia, xuất thân từ Giang Lăng Tiêu gia, đương nhiên có thể xoái. Đây không phải là tiểu đệ ghét bỏ Tiêu Vô Ý của ta, huyết mạch bất chính đem hắn đuổi ra khỏi cửa gia tộc sao? Vương tộc huyết thống, thế nhưng là cực phẩm bảo dược. Mời tất cả học sinh ở đây theo ta ra trận, bắt đầu khảo đề cuối cùng của đại hội năm nay. Diệp huynh, ngươi chờ chút, xem ta trêu đùa hắn thế nào. Nếu ngươi thật sự có thể giúp ta giáo huấn hắn một trận, quay đầu ta mời ngươi ăn cơm. Một việc nho nhỏ, không cần ngươi mời, ta mời cũng được. Diệp Thu, ngươi đang nhìn gì đó? Không có gì, phát hiện hai sinh vật hình thù kỳ quái. Diệp Thu, ngươi khinh người quá đáng. Với thân phận của ngươi bây giờ, có tư cách gì nói ta? Lấy tư chất của ngươi, có thể nhìn thấy ta đã là vinh hạnh lớn của ngươi. Ngươi hẳn nên cảm thấy may mắn. Dù sao ta có thể tâm bình khí hòa nói chuyện với ngươi như thế, đã là tôn trọng lớn nhất đối với ngươi. Khá lắm, hắn quả thật rất ngông, loại lời này cũng dám nói. Đây chính là Phù Quang Thánh Tử, dù sao cũng là nhất đại thiên kiêu, trong mắt hắn, vậy mà cũng trở thành mặt hàng bất nhập lưu. Khinh người quá đáng. Liễu huynh, ngươi đừng mắc bẫy của hắn. Hắn đang cố ý khích ngươi. Nếu động thủ, khả năng liền không cách nào tham gia khảo hạch đại hội tiếp theo. Ta cũng biết hắn đang cố ý nhục mạ ta, nhưng ta không nhịn được khẩu khí này. Chỉ từng ấy lực công kích cũng muốn tìm ta gây rối. Ta còn chưa phát huy, ngươi đã không chịu nổi sao? Diệp Thu, bớt ở chỗ này cố làm ra vẻ đi. Thật sự đánh ta không thua ngươi. Ngươi không nói ta cũng quên mất. Ai bị ta một cước đá bay, cùng ta đối nghịch. Ngươi chẳng khác gì kiến càng du cây, không tự lượng sức. Khinh người quá đáng. Không tin sao? Không bằng các ngươi cùng lên đi. Ta cho các ngươi một tay. Thằng cha này thật sự là có tài năng chửi lộn. Ta nghe cũng muốn đánh hắn một trận. Ngươi chẳng qua chỉ là một đứa con rơi bị gia tộc vứt bỏ thôi. Tự cho là viết mấy bài thơ liền có thể cải biến vận mệnh bi ai của ngươi sao? Trước mặt thế gia thực sự, ngươi chỉ là con kiến tiện tay liền có thể bóp chết. Diệp Thu vừa bị Bắc Vương Diệp Cẩn từ bỏ, loại tình huống xấu hổ này liền bị hắn nói ra, không khác một loại trà đạp đối với thân phận xấu hổ của Diệp Thu. Lần này Diệp Thu đoán chừng sẽ tức giận. Diệp Thu sao lại không tức giận, còn cười nữa. Ngươi có phải rất hoang mang ta vì sao không tức giận? Đó là bởi vì nhân sinh của ngươi rất đáng buồn. Ngươi cả đời đều vì người khác tán dương mà sống, trong mắt chỉ có một khối thiên địa nho nhỏ. Ngươi ý đồ dùng thân thế của ta để công kích ta, cảm thấy ta là một kẻ đáng thương không được gia tộc công nhận. Chỉ có kẻ yếu mới cần người khác tán đồng. Ngươi vừa hay chính là kẻ yếu. Đây là tư thái cuồng vọng cỡ nào? Hắn làm sao dám? Chẳng trách Diệp Thu có thể viết ra mấy bài thơ cuồng vọng như thế. Hắn làm được, thực sự coi trời bằng vung. Chỉ là không biết thực lực của hắn có thể trèo chống sự cuồng vọng của hắn không. Ta vẫn luôn cho rằng Diệp Thu nhu nhược yếu đuối, không có quyết, cho nên mới chèn ép hắn. Bây giờ xem ra, những khuyết điểm này hắn đều không có. Ta thật sự là 10 phần sai rồi. Hai huynh đệ bọn chúng hình như sắp đánh nhau rồi. Thật sự mà kệ sao? Chuyện của bọn nhỏ vẫn nên để bọn nhỏ tự giải quyết. Diệp Thu, ta thừa nhận ta nói không lại ngươi, nhưng mà muốn đặt chân lên phiến thiên địa này, không có thực lực không thể được. Ngươi dám cùng ta chiến một trận không? Đây là muốn hạ chiến thư sao? Tiếp nhận khiêu chiến, tiếp nhận khiêu chiến. Chỉ với thực lực của ngươi, gặp ta như con ếch trong giếng nhìn ánh trăng trên trời. Còn nữa, ngươi nếu không phải đệ đệ ta, ngươi liền tư cách gặp mặt ta cũng không có. Ngươi muốn khiêu chiến ta, theo lý thuyết, ngươi không có tư cách này. Nhưng mà hôm nay ta quyết định thương hại ngươi một chút. Chờ chính là ngươi chủ động khiêu chiến ta. Ta còn đang lo làm sao thu thập các ngươi. Hai người các ngươi cùng lên đi, dù sao cũng chỉ là chuyện thuận tay.
khinh người quá đáng. Diệp Thu, Liễu Thanh Phong ta cùng ngươi thấy bất lưỡng lập. Hai người các ngươi không thấy bên kia sắp đánh nhau sao? Nhanh chóng thiết lập lôi đài, thật là cơ hội tốt để dùng võ kết bạn. Huyễn cảnh lôi đài đã thành, mời đám tiền thù ai vào chỗ nấy, chuẩn bị bắt đầu. Lấy một địch hai sao? Rất thú vị, ta ngược lại muốn xem Diệp Thù rốt cuộc là cảnh giới gì. Cẩn ca, ngươi nói chúng ta có nên ngăn lại không? Xem trước một chút rồi nói. Thanh Nhi mặc dù tính cách có chút ngạo mạn, nhưng ra tay vẫn là có chừng mực. Cho dù có nguy hiểm, có ta ở đây, Thu Nhi sẽ không có việc gì. Cuồng vọng tự đại, giao thủ với chúng ta, còn dám uống rượu. Chất bút vẽ thiên địa, đây là tuyệt kỹ nho đạo, hắn sao có thể có. Diệp Thu ở tuổi này lại nắm giữ thần thông như thế, nếu cứ để nó tiếp tục phát triển thì chưa hẳn không phải minh nguyệt kế tiếp. Không tốt, hắn vẫn luôn ẩn giấu thực lực. Chúng ta bị lừa rồi. Ngươi có dám không dùng lĩnh vực không? Quang minh chính đại đánh. Nếu như ngươi thật sự là thiên tài, vì cái gì ngay cả lĩnh vực cũng không có? Thức tỉnh khỏi mộng đẹp của ngươi đi. Đáng chết, hắn chạy đến sau lưng từ lúc nào? Các ngươi từng trải qua hắc ám chưa? Diệp Thu, chết cho ta. Cuối cùng là cự Bắc Vương phủ nội tình hùng hậu, liền chỉ tôn bảo thật bậc này cũng truyền thụ cho hắn. Diệp Thu sợ là phải ăn thiệt thòi. Ban đầu hắn hoang phế 20 năm, lại không có loại gia tộc nội tình khổng lồ này treo chống, dựa vào một cái nho đạo chỉ thành lĩnh vực, muốn đánh bại đệ đệ của hắn, sợ là có chút khó. Đây chính là cực hạn của ngươi sao? Ta còn chưa phát lực đâu. Đây là kiếm quyết gì? Trong kiếm ý của Diệp Thu ẩn chứa vô tận thiên đạo pháp tắc chân ý, không có chiêu thức lẻ lẹt, chỉ có nghiền ép chi thể đến từ trời xanh. Không tốt, Thanh Nhi phải thua rồi. Các ngươi cùng ta giao thủ chính là tự rước lấy nhục. Sao vậy? Các ngươi chỉ có chút bản lĩnh này sao? Rốt cục cũng thấy thần cốt, đáng tiếc người chung quanh quá nhiều, không tiện ra tay. Diệp Thanh, đừng nằm đó nữa, chúng ta cùng tiến lên. Ta thật sự có thể đánh hắn sao? Tuyệt đối có thể, ta vẫn chưa thua. Cho dù các ngươi cùng tiến lên, thì cũng vậy thôi. Diệp Thu học những chỉ tôn thần thuật này từ chỗ nào? Chẳng lẽ hắn thật sự là vạn cổ vô song tu luyện kỳ tài, có thể tự mình lĩnh ngộ sao? Dưới tình huống hoang phế 20 năm, còn có thể đem hai vị thiên tài chỉ tôn trêu đùa. Nếu như hắn không hoang phế 20 năm kia, thì sẽ kinh khủng thế nào? Đây là vị hôn phu ta trước đó xem thường sao? Coi như cộng thêm ta, cũng không phải đối thủ. Chẳng lẽ lúc trước thật sự là ta có mắt không tròng? Có đôi khi, ta thật không muốn đả kích các ngươi, nhưng hôm nay ta nhất định phải nói thật. Những bảo dược lãng phí ở trên người các ngươi, tùy tiện lấy ra một chút dùng cho sủng vật, cũng mạnh hơn các ngươi. Chết đi! Trận chiến đấu này dừng ở đây. Ta biết sẽ thế này mà. Đáng tiếc kém chút nữa. Diệp Thu, chớ có cản rỡ. Ta không giết được hắn, còn không giết được ngươi sao? Ngươi vẫn rất không tệ, nhưng cũng chỉ tốt hơn một chút so với kẻ nào đó luôn được người nhà bảo vệ thôi. Ngậm miệng, hôm nay chúng ta chỉ có một người có thể sống. Thanh Nhi mau trở lại, ngươi không phải đối thủ của ca ca ngươi. Ta vẫn cho là Diệp Thanh trời sinh tính thuần pháp, nhưng lại mỗi một kích đối với Diệp Thu đều là đại sát chiêu. Ngược lại Diệp Thu mỗi lần đều lưu thủ. Ta thật sự nhìn lầm hai huynh đệ bọn chúng sao? Diệp Thanh còn không mau chóng xuống cho ta. Nhân sinh như kịch, toàn bộ nhờ diễn xuất. Đã có người bảo hộ ngươi, vậy ta thu thập ít huyết luyện rượu cũng không tệ. Uy áp mạnh thật. Diệp Cẩn, bất công cũng không thể như vậy. Trong mắt các ngươi chẳng lẽ không dung được Diệp Thu một chút sao? Bạch viện trưởng, ngươi hiểu lầm rồi. Ý định của ta là tách hai đứa ra. Vì tiểu nhi tử, xuất thủ làm trọng thương đại nhi tử. Đây là hành động mà phụ mẫu có thể làm ra sao? Diệp Thu cùng các người đoạn tuyệt quan hệ, không thoát khỏi lý do thiên vị của người. Không ngờ đường đường cự Bắc Vương là tấm gương cho người trong thiên hạ, thẳng thản đãng đãng quang minh hình tượng. Không ngờ lại ẩn giấu bộ mặt dối trá như vậy. Rõ ràng Diệp Thu các phương diện đều nghiền ép Diệp Thanh, bọn hắn vì cái gì còn nhằm vào Diệp Thu như vậy? Quả nhiên, diễn xuất là kỹ năng quan trọng. Diệp Cẩn, ngươi không phải tự xưng là đại anh hùng đại hào kiệt sao? Vậy liền để ta tự tay lột bộ mặt dối trá này của ngươi. Diệp Thu, ta hôm nay sẽ giết ngươi. Tốn tết nhãi nhép. Thanh Nhi, ngươi về sau thành thành thật thật, đừng lại cùng ca của ngươi đánh. Không tốt, ta không cẩn thận quên ca ca ngươi ở đó rồi. Nếu ta xuất thủ cứu Diệp Thu, người trong thiên hạ thấy thế nào? Có cảm thấy người của cự Bắc Vương phủ ta thua không nổi không? Ngươi xem Diệp Thu bị đánh vừa chạy ra, lại bị nắm trở về kia. Ta làm sao lại thấy người bị bắt giống thiếu gia Liễu Thanh Phong nhà chúng ta? Không thể nào, thiếu gia thần cốt uy lực chúng ta cũng đã thấy rồi. Diệp Thu kia tuy nói thực lực cường đại, nhưng một khi thiếu gia thần cốt mở ra, sẽ đơn phương nghiền ép. Nhanh lên mau cứu ta, mau tới mau tới. Thật đúng là thiếu gia, tranh thủ thời gian cứu người. Đưa thiếu gia trở về trị liệu trước, sau đó lại tìm hắn tính sổ. Mà thần đã là vô địch, nhiều thần cốt nhiều con đường. Chờ bọn hắn phát hiện, ta sớm đã đào tẩu rồi. Diệp Thu đến cùng làm cái gì? Vì cái gì khi Liễu Thanh Phong rời đi, thể cốt đều gầy yếu đi rất nhiều. Hắn thật đúng là phát tà. Diệp Thu, ta trước đó còn tưởng rằng ngươi chỉ biết ngâm thơ làm phú thôi. Không ngờ công phu quyền cước của ngươi cũng lợi hại như vậy. Thật cho người đọc sách chúng ta tăng thể diện.
luận võ kết bạn kết thúc, hai bên đặt tình bạn lên hàng đầu. Nguyên tắc tranh tài thứ hai, thi từ đại hội như thường lệ bắt đầu, mời chư vị học sinh chuẩn bị bắt đầu khảo hạch cuối cùng. Bên thắng có thể lấy đi một gốc song sinh bỉ ngạn hoa do Bạch Lộc thư viện tỉ mỉ chuẩn bị. Thanh Nhi, đừng ngủ rũ, nương tin tưởng ngươi, ngươi vẫn là thiên tài xuất sắc nhất dưới gầm trời này. Nhanh đi tham gia thi từ đại hội đi. Thật sự là có đủ bất công, nếu như việc này đặt ở trên người Diệp Thu, tuyệt đối không có bất kỳ ai an ủi, có sẽ chỉ là vô tận trách cứ. Thuật che mắt hiệu quả chỉ có nửa ngày thời gian, ta phải nắm chắc thời gian, mau đen song sinh bị ngạn hoa về tay, trực tiếp chuồn đi, đến lúc đó thiên hạ rộng lớn, ai có thể làm gì được ta. Khảo đề đầu tiên của đại hội lần này, chúng ta liền dùng tòa lầu các mới xây sau lưng ta làm đề. Các người ngẫu hứng phát huy, viết một bài thơ, người chiến thắng sẽ được đặt tên theo bài thơ mình viết. Âm thanh rơi xuống, nhưng không có ai lên đài. Thứ nhất, sợ bản thân một khi viết sai, sẽ vượt mất cơ hội trở thành người đứng đầu. Thứ hai, không có khúc dạo đầu dẫn đường, phạm vi có thể viết thực sự quá lớn. Thứ ba, muốn tất cả mọi người trổ hết tài năng, thu hoạch được một cái thành tích tốt, cần dẫm lên tiết tấu của bài trước, có bài viết trước để so sánh, mới có thể hiện ra sự ưu tú của mình. Nếu không ai lên, vậy ta bêu xấu trước. Hắn chẳng lẽ không biết loại đại hội này, càng sớm làm náo động càng chết nhanh sao? Hắn có lòng tin với bản thân vậy sao? Hay là nói, hắn đã từ bỏ tranh đoạt đứng đầu rồi? Điều tại ta bình thường không hào hào quản giáo, chỉ là hơi có chút thành tích liền khinh cuồng ngạo mạn, không hiểu được thu liễm. Nhìn biểu tình các ngươi kìa, thật sự cho rằng ta không hiểu sao? Các ngươi mà đỡ được bài này, thì ta ăn cái lẩu đằng sau luôn. Vậy để ta tới viết bài mở đầu, để cung cấp cho mọi người một chút mạch suy nghĩ. Tiếp theo các ngươi lên viết tiếp. Thật sự tự cho mình thanh cao, cuồng vọng tự đại, không đem tài tử thiên hạ để vào mắt. Lời người thôi, tự cho là mình có thể viết ra vài tác phẩm đặc biệt, liền có thể đứng đầu trong cuộc thi này. Tôn Tết nhãi nhép, thật không biết gia hỏa này đến cùng muốn làm gì, nhưng mà hẳn là rất thú vị. Muốn chính là loại phản ứng này, các ngươi liền xem đi. Trong bước là nghề của ta, Đăng Vương Các Tự, Hàn Giang Cố Quận, Bách Lộc Tân Phủ, Tinh Phân Cánh Trận, Tiết Hành Lư, lời nhàn tai mà thôi, không đáng nhắc tới. Khâm Dược Tam Giang Nhi Đài Ngũ Hồ, Khống Man Kinh Dẫn Âu Việt, Vật Hoa Thiên Bảo, Long Quang Xạ Ngư Đấu Chi Khư. Ngược lại là không ngờ Diệp Thu vừa tới liền hiểu rõ Hàn Giang Thành như vậy, cảnh tượng lại miêu tả sâu như thế. Vân Tiểu Vũ Tế, Thải Triệt Khu Minh, Lạc Hà Giữa Cô Vũ Tế Phi, Thu Thủy Cộng Trường Thiên Nhất Sắc. Không tốt, hắn ra bài thế này, người đằng sau làm sao tiếp? Nên tiếp thế nào? Hay cho câu Lạc Hà Giữa Cô Vũ Tế Phi? Diệu thay, thật sự là diệu thay. Không tốt, là thiên địa dị tượng, đây là nhi tử quen thuộc từ nhỏ bên ngoài phiêu bạt kia sao? Hắn có thể có thành tích hôm nay, không thể thiếu công giáo dục chèn ép của ta. Thật không hổ là nhi tử ta, thiên cao địa huỳnh, giác vũ trụ chi vô cùng, hứng tận bi lai, thức danh hư chi hữu số. Không ngờ lão phu đời này còn may mắn có thể nhìn thấy tác phẩm kinh thiên như thế sinh ra, chết cũng không tiếc. Mọi người nhanh ngừng thở, phàm phu tục tử chúng ta không thể làm bẩn tác phẩm này. Đây là đăng lâm tiên cảnh, Bạch viện trưởng vậy mà đăng lâm tiên cảnh rồi, nhất cử đột phá 10 cảnh. Một bài thơ của Diệp Thu vậy mà phá vỡ nguyền rủa mấy vạn năm, người đọc sách không cách nào đăng lâm tiên cảnh. Hay cho bài Đăng Vương Các Tự, nghe xong ta phảng phất người trong thiên hạ không một ai có thể bằng ta. Ta lại hiến một câu thơ: Đăng Vương cao các lâm giang trừ, bội ngọc minh loan bãi cả vũ, họa đống chiêu phi nam phổ vân, châu liêm mộ quyển tây sơn vũ, nhàn vân đàm ảnh nhật du du, vật hoán tinh di kỳ độ thu, các trung đế tử kim hà tại, vân ngoại trường giang không tự lưu. Tài hoa trên người ta, sau khi ta đăng lâm tiên cảnh thoát ly thân thể, vì cái gì không trở lại trong tay người trong thiên hạ, ngược lại bắt đầu chảy vào trong cơ thể Diệp Thu. Thiên quán chúc phúc, chỉ thánh thân thể, đây chẳng phải là một thân hai đạo sao? Ma thần thân thể còn chưa lộ diện, vậy mà ngược lại trời xui đất khiến, thu được thân thể chỉ thánh. Trời ban thần tác, rung động đến tâm can, có thể xưng đệ nhất thần tác từ xưa đến nay. Diệp Thu này dám hủy chuyện tốt của ta, đáng lẽ không nên để Diệp Thu mở đầu. Lần này ai còn dám tiếp tục làm thơ? So sánh với Đằng Vương Các Tự này, cho dù thơ tốt cũng ảm đạm phai mờ. Diệp Thu, sớm muộn cũng có một ngày ta sẽ triệt để đánh bại ngươi, hung hăng dẫm ngươi dưới chân, để ngươi cũng trải nghiệm nỗi nhục trên lôi đài vừa rồi. Thanh Nhi, ngươi làm sao thế? Nương, ta không sao. Vừa rồi vận công có chút sai lầm, dẫn đến tâm ma quấy phá, mất đi lý trí. May mà có cha kịp thời phát hiện. Quay về nương đưa ngươi đi đáy hồ kiếm các. Ngươi hãy hảo hảo tỉnh táo một chút. Giải thi đấu thanh niên 3.000 châu cũng sắp bắt đầu rồi, đó mới là sân khấu thật sự của ngươi. Diệp Thu, ngươi chẳng phải luôn mạnh hơn ta một chút sao? Ánh mắt kiêu hãnh của mẫu thân vốn nên thuộc về ta. Nếu ta có thể hiểu được nỗi cô đơn nhi tử Diệp Thu sớm hơn, cho hắn thêm một chút tình cảm phụ thân, có lẽ ngăn cách phụ tử sẽ không đi đến một bước như hôm nay. Phu nhân, chúng ta về Bắc Hải đi. Thu Nhi phải làm sao? Diệp Cẩn, người đã vứt bỏ nó 20 năm, chẳng lẽ ngươi còn muốn vứt bỏ nó tiếp? Nó sẽ không trở về với chúng ta. Hiện tại bên người nó có sự ủng hộ của tất cả người đọc sách trong thiên hạ, chỉ cần nó không gây tai họa, trong thiên hạ không ai dám làm khó hắn. Diệp Cẩn, người muốn đi thì đi đi, ta đã vắng mặt tuổi thơ của nó, ta hiện tại muốn canh giữ ở bên cạnh nó, cho dù trong lòng của nó căm hận ta. Thanh Nhi, ngươi không sao chứ? Ta đưa ngươi về Bắc Hải điều dưỡng. Diệp Cẩn, người cuối cùng cũng đi. Tiếp theo, chỉ cần Lỗ Vân Phong rời đi, tiểu tử này sẽ xong đời. Diệp Thu tiểu hữu, hôm nay ta xem như thấy được cái gì gọi là thiên hạ chi tác. Vạn năm tài hoa lão phu tu luyện, coi như là lễ vật cho ngươi. Đa tạ tiền bối.
Đa tạ cái gì? Lão phu còn phải đa tạ một bài Đằng Vương Các Tự này của ngươi. Thề hồ quán đỉnh mới có thể đăng lâm tiên cảnh. Có tài tử nào dám tiếp bài Đằng Vương Các Tự này? Viết ra một kỳ văn thiên chấn khẩu kim nữa. Đã không có ai, vậy gốc song sinh bỉ ngạn hoa này liên làm ban thưởng cho Diệp Thu. Trong thiên hạ nếu ai không phục, cứ việc đến đây tìm lão phu chỉ một hai. Từ hôm nay trở đi, căn lầu các này sẽ gọi là Đằng Vương Các, cung cấp công khai cho người đọc sách sử dụng. Quả tốt rồi, rốt cục cũng có nơi yên tĩnh đọc sách. Bạch viện trưởng đại nghĩa, ngài là thần của chúng ta, ban thưởng tới tay, ta phải tranh thủ thời gian chạy. Chút nữa Liệu gia phát hiện Liễu Thanh Phong bị ta đào thần cốt sẽ không hay. Đám người kia theo dõi Diệp Thu làm gì? Nhớ đạo ta mấy vạn năm mới ra một vị khoáng thế kỳ tài như thế. Ai dám động đến hắn, chính là khiêu chiến Lỗ Vân Phong ta. Diệp Thu cấp thời thì hãy giao con ta ra đây. Ta có thể nể mặt Diệp Cẩn, bỏ qua chuyện cũ. Tiền bối, ta thật sự không gặp Lạnh Lang. Các ngươi sao có thể vu hãm một học giả trung thực? Diệp Thu, trò ma lừa quỷ gạt này chỉ có tác dụng với đám học giả ngu muội kia thôi. Trên đời này không có ai âm hiểm xảo trá hơn ngươi. Lâm huynh, thừa dịp Lỗ Vân Phong còn chưa phát hiện, bắt hắn lại trước. Sẽ có cách để hắn khai ra nơi ở của nhi tử chúng ta. Ta rất sợ đó nha, xem ra ta hôm nay trốn không thoát được. Có Lỗ Vân Phong ta ở đây, ta xem các ngươi ai dám động đến Diệp Thu. Lỗ Vân Phong, gia tộc cũng mặc kệ hắn. Ngươi đến quản sự cái gì? Lỗ Vân Phong ta gặp chuyện bất bình, chính là muốn quản một chút. Các ngươi muốn thế nào? Lỗ Vân Phong, Diệp Thu hôm nay ta chắc chắn giết. Cho dù chúng ta cả chết lấy rách cũng không quan trọng. Mọi người cùng nhau xông lên, chỉ cần bắt được Diệp Thu, sẽ có biện pháp để hắn nói ra nơi ở của hai tử hai nhà chúng ta. Không có chứng cứ liền vu oan người tốt, thật coi người đọc sách chúng ta dễ bắt nạt sao? Cơ hội tốt. Tiểu tử này vậy mà có thể trực tiếp phá toái hư không bỏ chạy. Mau cùng đi lên mấy người, đừng để hắn chạy thoát. Bên kia có động tĩnh. Không đúng, bên kia có biến. Lâm Vọng Dương Diên Bình, Diệp Thu thế nhưng là thiên tài vạn năm khó gặp của nho đạo ta. Lỗ Vân Phong ta lập thệ, đời này không diệt hai nhà các ngươi thề không làm người. Đây chính là thiên tài tiện tay liền có thể làm ra Đằng Vương Các Tự. Lập tức nói ra hắn ở đâu, nếu không chính là đối địch với toàn bộ nho đạo ta. Ta có cho ngươi đi sao? Lão tiền bối, chúng ta cũng không có ý muốn làm khó Diệp Thu, chúng ta chỉ muốn hỏi thăm tung tích nhi tử. Tuyệt đối không có ý chặt đứt nho đạo khí vận. Nếu ta không đến kịp thời, hắn sợ là bị các người thống nát đi rồi. Vừa rồi ngươi không phải còn kêu gào sẽ giết Diệp Thu sao? Nhưng thế gian này lại hèn hạ như thế, nho đạo ta khó khăn là mới sinh ra một vị thiên tài như thế, lại muốn dùng vu oan hãm hại để xóa bỏ. Nếu những bài thơ này của Diệp Thu được lan truyền, Hàn Giang thành cho đến đế vương Châu sợ là có biến. Học giả khắp thiên hạ sẽ sôi trào lên. Bạch viện trưởng không cần đuổi theo, đi theo ta, ta thấy phương hướng Diệp Thu chạy trốn, chúng ta đi tìm hắn trước. Dương Diên Bình, Diệp Thu có phải đã bị người của ngươi bắt đi không? Nếu như hắn có mệnh hệ gì, thì coi chừng cái hoa cúc của ngươi. Các ngươi cũng dám đuổi theo ta, hiện tại các ngươi thúc thủ chịu trói, ta còn có thể giữ các ngươi một mạng. Mọi người không cần tìm, đi theo ta cảm nhận được khí tức của Diệp Thu. Các huynh đệ, một chiêu kiếm của hắn quả thực rất khủng bố. Nhưng lúc này hắn đã cùng đường rồi, tuyệt đối không thể dùng được lần thứ hai. Chỉ cần chúng ta cùng nhau liên thủ, không cho hắn bất cứ cơ hội nào, hôm nay hắn chắc chắn phải chết. Tới đi, để ta xem các ngươi còn có thể chống bao lâu. Cố lên các huynh đệ, hắn sắp không kiên trì nổi rồi. Giúp đỡ tới rồi, đã đến lúc kỹ năng diễn kịch ra sân. Bọn hắn dám làm thế với ngươi, ngươi yên tâm, chúng ta đã bắt được tộc trưởng hai nhà bọn chúng. Hôm nay sẽ báo thù cho ngươi. Bạch viện trưởng, ta nói chúng ta căn bản không làm hắn bị thương, hắn còn giết gần hết người chúng ta, ngươi tin không? Mắt lão phù sáng như đèn hết pin, ngươi thật sự coi ta mù sao? Đó chính là cực phẩm bảo dược, quá lãng phí, đầu tin quá man. Bạch viện trưởng, Diệp Thu hôn mê rồi. Kỳ quái, trên người không có thương tổn, chẳng lẽ là dùng cấm kỵ thủ pháp gì đó? Lão phu không tra được. Đại trưởng lão, những người bị bắt này, tiếp theo nên xử trí thế nào? Toàn bộ giết đi. Đại trưởng lão sát phạt quyết đoán như thế lúc nào? Viện trưởng tiền bối bây giờ đã đăng lâm tiên cảnh, ít ngày nữa sẽ phi thăng. Hắn đây là đang dựa thế lập uy, tìm đường cho nho sinh thiên hạ. Hiện tại chúng ta sở dĩ có thể bình yên vô sự đọc sách thánh hiền, không phải chính là bởi vì đỉnh đầu có Bạch viện trưởng che chở sao? Bạch viện trưởng, chuyện hôm nay vạn bối xác thực có lỗi, nhưng sao đến mức này? Ngươi còn có gì ngôn gì? Người này tâm ngoan thủ lạt, bắt đi nhi tử ta, hắn mới là mai đầu tội ác tày trời, ta mới là người bị hại. Còn ý đồ dùng loại vu oan hãm hại này nói xấu thiên mệnh sở quy nhân nho đạo ta, tội này đáng chém. Đa tạ chư vị tiền bối, nếu không phải các ngươi tới kịp thời, ta sợ là lành ít dữ nhiều rồi. Ngươi lành ít dữ nhiều sao? Ta chết nhiều tộc nhân như vậy, ngươi ngược lại giống như người không sao cả. Còn nói bị hại, Diệp Thu, ngươi đem chân tướng nói ra, chúng ta chủ trì công đạo cho ngươi. Chư vị tiền bối, nghe ta nói hết cố sự này, có lẽ các ngươi sẽ hiểu. Còn nhớ rõ từ nhỏ, cha mẹ nuôi ta khuyên bảo ta một câu, mọi loại đều hạ phẩm,
chỉ có đọc sách cao, bởi vậy ta dù cho xuất thân bần hàn, cũng không dám bỏ bê việc học. Ngươi không phải đang nhắc tới chuyện chân tướng sao? Ngươi kéo sang đọc sách làm cái chó gì? Ỏng rồi, bọn người đọc sách xung quanh này đoán chừng lại tin rồi, hay cho câu mọi loại đều hạ phẩm. Đây là thánh hiền chi đạo, chẳng trách ngươi có quyết tâm kiên định không thay đổi như thế, chẳng trách có thể viết ra một bài lại một bài chuyển thế thần tác. Chỉ là Diệp Cần có mắt không tròng, một đứa trẻ tốt như vậy, vậy mà đem vứt bỏ bên ngoài 20 năm, cuồng làm người cha. Đúng vậy, ta vẫn cho là Cự Bắc Vương là một đại anh hùng đỉnh thiên lập địa, lại không ngờ vì thành tựu sự nghiệp vĩ đại, hắn ngay cả con ruột của mình cũng có thể vứt bỏ. Cảm xúc có thể kích động đơn giản vậy sao? Nhưng cái thế đạo này, nhờ đạo suy yếu, con nhà nghèo căn bản không đọc nổi sách. Sau khi cha mẹ nuôi ta đi, ta bất đắc dĩ bái nhập Bổ Thiên Thánh Địa, tìm kiếm một chút hy vọng sống. Ta tin một ngày nào đó sẽ xuất hiện một hạo nhiên đại đạo chân chính thuộc về người đọc sách, chí hướng tốt. Không ngờ hạo nhiên chính khí của hắn chính là ở trong loại hoàn cảnh gian nan này tu ra. Chỉ hận ta xuất thân bần hàn, nên bị công tử hai nhà Lâm Dương khi dễ, ý đồ bẻ gãy cái lưng không cuối của ta, để ta thần phục dưới chân của bọn hắn, làm trâu làm ngựa cho bọn hắn. Nhưng đại trượng phu sinh ở giữa thiên địa, hà có thể hạ mình dưới đám tiểu nhân? Cho nên ta giết đồng bọn của bọn hắn, chạy trốn tới nơi này. Nhưng công tử hai nhà bọn họ, ta thật sự không bắt cóc. Nói hay lắm, nên giết đám hỗn trướng ý thế hiếp người kia. Chuyện này ngươi không làm sai, cho dù là lão phu ở đó cũng nhất định phải giết hai tên kia. Thế gia lấy núi thay biển máu, đúc thành một thanh thiên hạ lợi kiếm, ý đồ xóa bỏ tất cả công đạo thế gian. Hà không biết người đọc sách ta tu chính là thiên địa chính đạo, chính là công đạo lòng người. Hà có thể vì thế cường quyền mà khủng núm. Sủa quá hay luôn, những thế gian này ức hiếp người đọc sách chúng ta quá lâu rồi. Đi chạy hướng rồi, chúng ta nói không phải sự kiện chân tướng sao? Ngươi có phải đánh trống làng không? Cầm miệng, dám lắm miệng câu nữa, ta hiện tại liền giết ngươi. Các ngươi tuyệt đối không nên tin hắn nói hư nói vượn. Hắn từ đầu đến đuôi là một kẻ lừa đảo. Im ngay, ngươi nghĩ chúng ta không phân biệt đúng sai sao? Ngươi nói hắn lừa đảo, ngươi nói cho ta, lời nào của hắn là dối trá? Sau khi ta chạy tới Hàn Giang Thành, Nhi Tử hai nhà bọn họ cũng tới Hàn Giang Thành, lấy lý do năm đó ta bị chúng bắt nạt, vu hãm ta vì trả thù bắt con của bọn hắn. Chẳng lẽ cũng bởi vì ta là một thư sinh nghèo, cũng bởi vì ta không quyền không thế, liền muốn biến thành người khác thành thịt trên thớt, tùy ý chém giết? Lâm Vọng, Dương Diên Bình, hôm nay xem như tọt trời, cũng khó chứa các ngươi. Chờ một chút, các ngươi nghe ta giải thích. Ngươi còn có gì ngôn gì? Bạch lão tiền bối, ngài là nho đạo chí tôn cao quý, không hỏi rõ ràng nguyên do liền muốn giết người diệt khẩu, vậy tính về lý sợ là có chút hại uy danh của ngài. Bạch Lộc Minh, ta cũng không để ý cách nhìn thế tục. Nếu như ngươi muốn dùng cái này áp chế ta, vậy ngươi khả năng tìm nhầm người rồi. Vạn bối tuyệt không có ý đó, chỉ là chuyện hôm nay chúng ta chỉ muốn một đáp án. Tội không đáng chết, nếu không phải chúng ta tới nhanh, tiêu tử này sợ là đã bị các ngươi tàn nhẫn sát hại rồi. Còn muốn dùng loại chuyện hoang đường này gạt chúng ta, ngươi cho rằng chúng ta ngốc sao? Ngươi nói diệt thú bắt con của các ngươi, chỉ cần để chúng ta nhìn thấy chứng cứ, chúng ta liền tin tưởng ngươi là vô tội, thả các ngươi một con đường sống. Lại là chứng cứ, ta đây không phải đang tìm sao? Còn chưa kịp thẩm vấn liền bị các ngươi bắt rồi, ta đi đâu tìm cho các ngươi chứng cứ? Thịt nát xương tan không sợ, muốn lưu trong sạch ở nhân gian, diệt thú ta hôm nay cho dù chết cũng không cho phép bất kỳ ai hủy hoại trong sạch của ta. Đứa nhỏ này thật quá chính trực. Đứa nhỏ ngốc, chúng ta đều tin tưởng ngươi. Chuyện này khẳng định không phải ngươi làm. Diệp Thu để chứng minh trong sạch của mình, đến chết còn không sợ. Các ngươi vậy mà nói hắn bắt con của các ngươi, hôm nay đừng nói chuyện này không phải hắn làm. Cho dù thật sự là hắn làm, cũng là nhi tử hai người các ngươi trừng phạt đúng tội. Đưa bọn hắn lên đường, cần tuân đại trưởng lão pháp chỉ. Diệp Thu, ngươi là tiểu nhân lừa gạt thế đạo âm hiểu xảo trá, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Các ngươi yên nghỉ đi, ta sẽ chiếu cố thật tốt con của các ngươi, cam đoan để bọn hắn cả đời không lo cơm áo. Bây giờ sau khi ta đăng lâm tiên cảnh, không cách nào ở lại thế gian quá lâu, nhất định phải trước lúc rời đi, vì nho đạo trải ra con đường tốt, để đám học sinh đều có thể an tâm đọc sách. Hai cái thế gian này chính là bàn đạp ta mở đường. Hôm nay nếu không phải chư vị liều mình cứu giúp, ta sợ là sớm đã ôm hận ở hoàng tuyền rồi. Hai tử, ngươi đừng nói nữa, hạo nhiên chính khí của ngươi là trải qua thiên địa tán thành, chúng ta vô cùng tin tưởng. Dù thật sự là ngươi làm thì đã sao? Những thế gian này chèn ép người đọc sách nhiều năm như vậy, cũng nên đến lúc chúng ta phản kháng rồi. Không cần nhiều lời, ngươi cứ an tâm dưỡng thương đi, chuyện còn lại giao cho chúng ta xử lý. Là ai làm? Thần con nhi tử ta đâu? Không thể nào, hắn lúc ấy căn bản không kịp khét xương, hơn nữa ở đó cường giả nhiều như vậy, hắn làm sao dám làm chuyện ác độc này? Chẳng lẽ hắn không sợ thân bại danh liệt, không sợ hao tổn uy danh Cự Bắc Vương phủ sao? Đừng nói những thứ vô dụng này, đến cùng là ai làm? Tộc trưởng, thiếu gia là bị trưởng tử Cự Bắc Vương Diệp Cẩn gây thương tích. Hay cho Diệp Cẩn, liệu gia ta năm đó một tay giúp ngươi phong vương, không ngờ hôm nay ngươi lại dung túng nhi tử đào thần cốt con ta, chặt đứt khí vận liệu gia ta. Thù này không báo, liệu hút ta thề không làm người. Đưa con ta về sau núi, mời lão tổ chữa thương cho hắn. Những người còn lại theo ta đi tìm người. Tộc trưởng, trước tiên nên hỏi sự tình rõ ràng đã, tránh cho đến lúc đó Diệp Cẩn không nhận. Nếu đánh nhau, dù là liệu gia ta mấy vạn nhân khẩu, cũng không phải đối thủ của Diệp Cẩn. Huống chi phía sau Diệp Cẩn kia còn có một quái vật khổng lồ Diệp gia. Xin ngựa quên mất, cha vợ Diệp Cẩn là đủ để nghiền ép một thời đại. Kiếm các Tô Triều Phong, chuyện này nên làm thế nào cho phải? Tộc trưởng, Diệp Thu kia hình như đã cùng Diệp Cẩn đoạn tuyệt quan hệ, cả đời không qua lại với nhau. Như vậy nói, Diệp Cẩn hiện tại đã không nhận được con trai này,
Lúc ấy bị Diệp Thu đả thương, còn có đệ đệ ruột của hắn. Diệp Cẩn cùng ngày liền mang theo con trai bảo bối của hắn quay trở về Bắc Hải chữa thương rồi, căn bản không có ý muốn quản hắn. Lập tức triệu tập tất cả mọi người tiến về Hàn Giang Thành, bắt lấy Diệp Thu cho ta. Con ta nếu có mệnh hệ gì, ta sẽ khiến hắn sống không bằng chết. Diệp Thu, người tốt nhất một kiếm giết ta đi, nếu không đợi cha ta tìm tới cửa, ta sẽ để người chết không có chỗ chôn. Vậy ngươi khả năng cả đời cũng chờ không nổi. Chẳng lẽ nói Diệp Cẩn xuất thủ tạo áp lực, dẫn đến gia tộc không dám tiếp tục làm khó dễ Diệp Thu? Có một tin tốt một tin xấu, các ngươi muốn nghe cái nào trước? Nói tin tốt trước đi. Tin tốt chính là các người rất may mắn, phụ thân của các người chết sớm hơn các người, không cần kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Không thể nào, phụ thân ta chính là bát cảnh cường giả, làm sao có thể chết trong tay ngươi? Diệp Thu, ngươi đừng dùng những lời này hù ta, ta không bị lừa đâu. Trừ phi Diệp Cẩn xuất thủ, nếu không dựa theo thực lực gia chủ, có thêm Diệp Thu cũng không đủ đánh. Ta có thể vô cùng chắc chắn nói cho các người biết, ngày hôm nay mấy ngàn nhân khẩu hai nhà các người nhận nuôi, lại ý đồ vu oan người tốt như ta bắt cóc các người, bị người đọc sách thiên hạ chung tay diệt, các người là người sống sót cuối cùng, hài lòng không? Vui không? Ban đầu lúc còn có gia tộc tạo áp lực, Diệp Thu không dám làm quá mức. Bây giờ không có gia tộc uy hiếp, hắn có phải sẽ trở nên không kiêng nể gì không? Vậy tin xấu là cái gì? Tin xấu chính là ta chuẩn bị dùng các ngươi làm thí nghiệm, đem các ngươi luyện cổ, sau này thay ta làm việc tốt. Ta không muốn trở thành khôi lỗi, ta không muốn chết. Diệp sư huynh nể tình đồng môn nhiều năm, cầu ngươi thả ta một con đường sống. Xin tha sao? Tư thái hèn mọn này, y hệt năm đó lúc ta bị các ngươi đánh thương tích đầy mình. Các ngươi có từng thương hại ta chút nào không? Liệu ra, bọn hắn lúc này đến Hoàng Hạc Lâu ta cùng Diệp Thu hồn vốn mở làm cái gì? Chuyện gì xảy ra? Không phải là Liệu gia trưởng tử ở thi từ đại hội bị Diệp Thu đánh, nên phụ thân hắn muốn tới đây trả thù chứ? May mà chúng ta đã đóng mấy cửa hàng xung quanh, thuận tiện đối tiếp Diệp Thu. Nếu như bọn hắn thật sự muốn khi dễ Diệp Thu, ta là kẻ đầu tiên không đồng ý. Dù sao Diệp Thu cũng là kỳ tài nho đạo trăm ngàn năm khó gặp, bọn người nho đạo có quyền này không ở nhà đọc sách, sao lại cùng nhau tới đây? Liệu tộc trưởng, người đem quân hùng hổ tới đây làm gì? Điều mô tránh ra cho ta. Hôm nay Liễu gia ta chỉ vì Diệp Thu mà đến, ai dám cản trở chính là cùng Liễu gia ta đối địch. Khẩu khí thật lớn, muốn vô duyên vô cớ tìm Diệp Thu gây phiền phức. Ta là thấy ngươi không đem người đọc sách nho đạo chúng ta để vào mắt. Vì sao những người đọc sách này hôm nay đoàn kết như thế? Trước đây bọn hắn không phải đều không để ý chuyện bên ngoài sao? Lại nói ta tìm Diệp Thu gây phiền phức thì mắc mớ gì đến bọn họ? Tộc trưởng, tình huống có chút không ổn. Hoàng Hạc Lâu người lít nhà lít nhít, tất cả đều là cao thủ nho đạo đỉnh cao. Thật sự động thủ, chúng ta sợ là toàn quân bị diệt ở đây. Chư vị, Liễu gia ta không có ý đối địch với người đọc sách thiên hạ, ta chỉ muốn tìm về thần cốt nhi tử ta, đòi lại một cái công đạo. Ngươi muốn vu khống Diệp Thu đào đi thần cốt con trai ngươi sao? Nhân phẩm Diệp Thu chúng ta cũng đã thấy qua, là người chính trực tâm địa thiện lương, lại là một trận vu oan hãm hại. Bọn thế gia này vì chèn ép nho đạo ta hưng thịnh, thật đúng là cớ gì cũng nghĩ ra được. Họ Liễu kia, đừng giở trò vu oan hãm hại với bọn ta. Chọc vào chúng ta, Liễu gia các người cũng phải mất miếng thịt. Con trai ta phải chịu sự đối xử vô nhân đạo như vậy, ta chỉ là muốn đòi lại cái công đạo. Nho đạo các người bình thường hay nói thay trời hành đạo, bây giờ lại ngăn cản ta, giúp Diệp Thu làm việc ác. Lỗ Vân Phong, ngươi thật sự muốn cùng Liễu gia ta đối địch sao? Mặc kệ ngươi thế nào, Lỗ Vân Phong ta đời này cũng không biết cái gì gọi là sợ hãi. Lỗ Vân Phong, ngươi chẳng qua chỉ được gọi là đệ nhất nhân giới cửu cảnh, có phải thật sự cho rằng Liễu gia ta không thể làm gì được ngươi? Khí tức thật là mạnh, đây chẳng lẽ là cửu cảnh cường giả? Phụ thân ta tới rồi, bây giờ xem các ngươi làm sao. Hoàng Hạc Lâu đang đằng sau ta, một khi ta tránh ra, hơn ngàn người đọc sách sau lưng sẽ bị khí thế đối phương giết tại chỗ trong tức khắc. Lỗ Vân Phong, ngươi lùi xuống cho ta. Bọn thế gia này thật sự là khi người quá đáng, liều mạng với bọn hắn. Đám học giả các ngươi cũng dám cùng Liễu gia ta đối địch, nếu không phải trên đầu các ngươi có hai ngọn núi lớn chống đỡ, thiên địa này sớm đã không còn tồn tại nho đạo. Chết hết cho ta. Phụ thân, người không sao chứ? Không hổ là Huawei Mate 60, sức mạnh của thật bá đạo. Bạch Lộc Minh, người đang lâm tiên cảnh sao không phi thăng, ở lại nhân gian làm cái gì? Người coi nơi này là Giang Lăng Thành sao? Dám ở địa bàn của lão phu Dương Oai, người ăn phải gan trần đức bo à? Đường đường nho đạo chí tôn, chẳng lẽ không biết phân biệt đúng sai? Diệp Thu kia mượn lý do cùng cháu ta luận bàn, ta nhận đem thần cốt đào đi. Chẳng lẽ nho sinh tự xưng tu thiên địa chính đạo các người, muốn bao che cho đạo phủ tội ác tày trời kia? Rõ ràng là cháu ngươi tài nghệ không bằng người, thẹn quá hóa giận còn muốn giết người cho hả giận, cuối cùng bị đánh bại rời sân. Ngươi nói Diệp Thu đào thần cốt cháu ngươi, tại sao lúc đó không nói? Diệp Thu không thể làm vậy, bọn hắn không phải nên đứng góc độ công lý khiển trách hung thủ sao? Là ta hôm nay chưa tỉnh ngủ, hay là ta từ trước tới nay đều lý giải sai chân ý nho đạo? Nếu như các ngươi là đến gây chuyện, ý đồ làm tổn thương môn sinh nho đạo ta, xa gần đều giết. Thần cốt của Liễu Thanh Phong nếu như phụ ma trên thân kiếm, uy lực đoán chừng còn có thể lại đề thăng một cấp, lại phối hợp dùng song sinh bì ngạn hoa luyện ma thần thân thể, lập tức liền có thể đổi kịp thê độ thứ nhất. Chúc mừng túc chủ hoàn thành chưa một con đường ma thần, thu được chặng đường ban thưởng. Hệ thống, ngươi căn cứ cái gì để đánh giá chương này? Ngươi chỉ cần sống sót, tự nhiên sẽ mở khóa chương mới. Đây chính là ma thần nhân sinh sao? Muốn làm gì thì làm, mở ra gói quà cho ta.
Chúc mừng túc chủ, thu được chí tôn thần thuật, phần thiên, thu được một phệ hồn thạch, thu được cực phẩm tiên khí, ngự phong y. Đã có phệ hồn thạch, vậy bây giờ chỉ thiếu một khối xương rồng, liền có thể trực tiếp luyện chế nhân hoàng kỳ. Phụ thân ta đâu? Sao ta không thấy ông ấy? Tiểu thư, chúng ta cũng không biết các chủ rốt cục đã đi đâu. Từ lần trước sau khi ngài ấy xuống núi, liền không trở về nữa. Hôm qua Lâm đường chủ trở về một chuyến, lấy đi một gốc hồ điệp hải đường, liền vội vàng rời đi, cũng chưa kịp bàn giao với chúng ta cái gì. Ta chính là vì hoa hải đường để trị liệu cho thanh nhi mà đến, không ngờ bị đại ca lấy đi trước rồi. Chẳng lẽ hắn bị thương? Không thể nào. Chẳng lẽ là phụ thân bị thương? Càng không thể nào. Ta vì sao cảm thấy người nơi này đang gạt ta? Các người đến cùng giấu ta chuyện gì? Cha ta thân thể cứng rắn, kiếm thuật vô song, trên đời này chỉ cần là nơi ông ấy muốn đi thì không nơi nào không thể. Tiểu thư, lão các chủ sợ là thời gian không còn nhiều. Nếu như ngài ấy không thể đột phá tiên cảnh, đoán chừng thời gian cũng chỉ còn mấy năm. Ngươi nói bậy, cha ta thân thể rõ ràng còn rất cường tráng, ít nhất còn mấy ngàn năm thời gian. Làm sao lại thời gian không còn nhiều? Tiểu thư, lão các chủ đến nay đã hơn 9.000 tuổi rồi. Ngươi thân là nữ nhi của ngài ấy, ngươi chẳng lẽ còn không biết sao? Phụ thân không phải nói chỉ mới 7.000 tuổi sao? Làm sao lại đột nhiên biến thành 9.000 tuổi? Tiểu thư, lão các chủ vẫn luôn không cho chúng ta nói cho ngươi, là sợ ngươi lo lắng, tâm cảnh chịu ảnh hưởng, làm trễ nải tu hành. Ngài ấy từng nói, nếu như có một ngày ngài ấy đi, để chúng ta nói cho ngươi, đừng đi tìm ngài, cũng không cần vì ngài thương tâm. Không thể nào, các ngươi đều đang gạt ta, phụ thân ta vô địch thiên hạ, không thể nào có chuyện. Vô tình đào đi thần cốt người này, phụ thân hắn sau khi biết được, trực tiếp toàn tộc xuất động tới tìm ta, lại bị một đám người đọc sách ủng hộ ta cự tuyệt ở ngoài cửa. Liễu lão gia chủ chuẩn bị đem nơi này san thành bình địa, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, may mắn bạch viện trưởng kịp thời đến. Nếu như các ngươi là đến gây chuyện, ý đồ làm tổn thương môn sinh nho đạo ta, dù xa cũng giết. Phụ thân, bây giờ phải làm sao? Những người này rõ ràng không có ý định giao diệt thu gia, nếu không chúng ta trực tiếp đánh vào đi. Lấy cái gì đánh? Những người đọc sách ở đây tất cả đều là đỉnh tiêm cao thủ nho đạo, dù liễu gia ta liều hết vốn liếng cũng chỉ là tìm cái chết vô nghĩa, huống chi còn có bạch lộc Minh nhìn chằm chằm. Vậy mối thù cháu trai ngài bị khét xương, chẳng lẽ cứ vậy bỏ qua sao? Bạch Lộc Minh đã đăng lâm tiên cảnh, tối đa cũng chỉ có thể ở lại nhân gian thời gian một tháng. Cho sau khi hắn phi thăng, lúc đó sẽ là tử kỳ của Diệp Thu. Đi thôi. Lỗ Văn Phong, người chờ đó cho ta. Thù ngày hôm nay, ngày khác nhất định hoàn trả gấp trăm. Chuyện tới nước này, đành phải xông vào nơi được coi là cứu tử nhất sinh, cô lân tuyệt cảnh kia một lần, tìm kiếm một gốc tiên dược, có lẽ còn có thể diễn sinh ra một khối thần cốt. Dù là vì thế trả một cái giá lớn, cũng không đáng tiếc. Khối thần cốt trên người Liễu Thanh Phong, ta cũng coi trọng rất lâu, không ngờ Diệp Thu lại điên cuồng đến mức này, ở trước mặt tất cả mọi người trực tiếp hạ thủ. Ông nội ta ơi, ngươi cuối cùng cũng về. Cũng may ngươi không trở về lúc nãy, nếu không chuyện sẽ rất phiền phức. Phiền phức cái gì? Diệt thu ta tu chính là thiên địa chính pháp, đây là nhân gian chính đạo, thì sợ gì vụ oan hãm hại? Cố hạo nhiên chính khí này, trên đời này thật sự không ai có thể so với hắn. Bây giờ các ngươi tin chưa? Diệt thu làm sao có thể làm ra loại chuyện đào thần cốt đó? Chư vị tiền bối, đa tạ hôm nay thầy ta giải vây. Bất quá Diệp Thu bên trong thủy triều cuồn cuộn, khó tránh khỏi sẽ dẫn tới bị người khác vu oan hãm hại. Nhưng mà người đọc sách chúng ta thà làm ngọc vỡ chứ không làm mỏ lanh, hà có thể quỳ xuống trước quyền quỳ thế tục? Hay cho thà làm ngọc vỡ chứ không làm mỏ lanh, hoàn toàn thể hiện rõ khí tiết nho đạo chúng ta. Nhưng ta từ đầu đến cuối kiên định một cái lý niệm, nghèo thì chỉ lo thân mình, đạt thì kiêm tế thiên hạ. Nếu như chỉ dựa vào những thủ đoạn thấp kém vu oan hãm hại này liền muốn đánh bại ta, tuyệt đối không thể. Lời lẽ chỉ lý, lại một câu lời lẽ chỉ lý. Sử quan có đây không? Nhanh nhớ kỹ, ghi vào sử sách. Công trực công chính, thả gãy chứ không công, quả thực chính là hình mẫu của người đọc sách chúng ta. Chập, dễ dàng như vậy liền bỏ đi hoài nghi sao? An đắc quảng công ngụ thiên vạn gian, đại tí thiên hạ hàn sĩ câu hoàn nhan. Không ngờ trong lòng của hắn lại có chí hướng như thế. Hắn một mực vì người đọc sách chúng ta mà cố gắng, chúng ta lại có cớ gì không đuổi theo hắn? Nhưng thế gian này khi dễ học sinh nghèo chúng ta lâu như vậy, chúng ta không thể lại ngồi chờ chết, chúng ta phải phản kháng. Không sai, thiên hạ này đã sớm nên có một phiến thiên địa của nho đạo chúng ta. Diệp Thu, không ngờ trong lòng ngươi chính là ý chí thành thánh bậc này, không phải chỉ là một cái liễu gia nho nhỏ sao? Cứ việc để bọn hắn tới. Lỗ Văn Phong ta, sợ chó gì? Chư vị tiền bối, chuyện hôm nay nếu như lại phát sinh, cứ việc để bọn hắn nhằm vào ta. Tiểu hữu, ngươi cũng đừng xúc động, chỉ cần chúng ta còn ở đây một ngày, bọn hắn liền không thể đi vào cái hoàng hạc lâu này. Ngươi bây giờ thế nhưng là đại biểu cho toàn bộ nho sinh thiên hạ, càng là khí vận tương lai của nho đạo chúng ta, tuyệt đối không thể xảy ra chuyện. Có câu nói này của các ngươi, ta coi như yên tâm, chỉ cần bảo vệ hắn tốt. Không quá trăm năm, tiên đạo, ma đạo, phật đạo, trong rất nhiều ngọn núi lớn chắc chắn sẽ xuất hiện ngọn núi lớn nho đạo. Thực sự làm được, học giả thiên hạ đều nở nụ cười. Nhưng mà Hàn Giang Thành người không ở lại được nữa, dù sao thiên tài trưởng thành dưới sự bảo vệ không thể một mình đảm đương một phía. Đây là lệnh bài thông hành hoang cổ di chỉ, 3 tháng sau chính là thanh niên đại hội 3000 châu. Ngươi tạm thời đi tránh đầu sóng ngọn gió, vừa hay đi gặp thiên kiêu vạn tộc một chút. Nói chẳng ra không phải chính là sân thí luyện người trẻ tuổi sao? Còn không bằng nghiên cứu làm thế nào nâng cấp thiên tiên xây. Ta nhớ được đệ đệ ngươi ở Bất Lão Sơn Thánh Điện hình như cũng có mấy giấy thông hành, cũng không biết bọn hắn lại phái ai đi. Vậy thật trùng hợp, hay là dùng máu của hắn luyện thiên tiên xây, vừa hay xem thử hoang cổ phế tích có xương
hoàng rồng không? Nếu có thì coi như gom đủ vật liệu nhân hoàng kỳ. Đa tạ bạch viện trưởng, còn có chư vị tiền bối, mấy ngày nữa ta sẽ lên đường. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, hôm nay ta sẽ thanh toán mọi chi phí của Hoàng Hạc Lâu. Lão phu từ lâu đã thèm dò dãi thiên tiên say, nhưng mà xấu hổ ví tiền dụng tích. Hôm nay nghe tiểu hữu nói vậy, ta phải hào hào bú chùn chụt. Diệp huynh, có điều người chưa biết, thiên tiên say của chúng ta đã vượt ra khỏi Hàn Giang thành rồi. Rất nhiều tửu lâu các nơi đều muốn đổi tên theo chúng ta, biến thành tửu lâu phụ thuộc Hoàng Hạc Lâu, thu nhập mỗi ngày vài đạt villa. Trong dữ liệu, ngươi đi theo ta, ta có niềm vui bất ngờ cho ngươi. Đại ca, bốn cái này là thứ gì? Vận tâm cổ này của thật không tệ. Sau khi hoàn thành luyện cổ, bốn người này mặc dù còn sống, nhưng tâm trí đã bị tước đoạt. Sau này việc cung cấp rượu của Hoàng Hạc Lâu đều do bọn hắn phụ trách đưa cho ngươi. Ngươi không thật sự muốn đi tham gia thanh niên đại hội 3000 châu kia chứ? Nói nó là đại hội, không bằng nói là một cái luyện mục trận. Nếu ta không đi, những oan hồn kia làm sao tìm được đường về nhà? Ta đây là đi siêu độ bọn hắn. Đại ca chính là đại ca. Ngươi thật quá thiện lương. Sau khi ta đi mặc kệ gặp phải phiền toái gì, đều không được hành động thiếu suy nghĩ. Những người đọc sách kia sẽ thay ngươi giải quyết. Yên tâm đi đại ca. Chập chập, người rốt cục cũng tỉnh. Diệp Thu, một ngày nào đó, những chuyện ngươi làm sẽ triệt để bại lộ. Ngươi sẽ chết không yên lành. Ngươi sao có thể nói như vậy? Các ngươi nói ta bắt cóc người khác, bị bạch viện trưởng diệt tộc, là do ta lén cứu được. Ngươi dù sao tu vi cao như vậy, không luyện cổ thì thật đáng tiếc. Ngươi đã giở trò gì? Vì sao sức mạnh của ta đang liên tục xói mòn? Kỳ thật cũng không có gì, chỉ là nuôi một con sùng vật trong cơ thể ngươi thôi. Ngươi dám dùng ta nuôi cổ, một ngày nào đó ngươi sẽ gặp báo ứng. Còn thật thông minh, đáng tiếc ngươi không thấy được ngày đó. Các ngươi bôi thuốc cho hắn, đừng để sùng vật của ta chết đói. Đã không thể đợi được sao? Xem ra ta muốn an toàn rời đi cũng không phải chuyện dễ dàng. Diệp Thu, mọi chuyện sắp xếp ổn rồi chứ? Tiền bối, ngươi không cần đưa ta, ta cũng là tiện đường, vừa hay muốn về Dĩnh Xuyên một chuyến, lập tức đi thôi. Thần cốt nhi tử ta bị Diệp Thu đào đi, bạch viện trưởng kia còn không phân trắng đen, nói ta vu hãm hắn. Một ngày nào đó ta sẽ triệt để diệt trừ nho đạo các ngươi. Tộc trưởng, vừa mới nhận được tin tức Diệp Thu đã rời khỏi Hàn Giang thành, đồng hành chỉ có một mình Lỗ Vân Phong. Ta cuối cùng cũng đợi được cơ hội này. Toàn tộc xuất động, lần này ta muốn để Diệp Thu chết không có chỗ chôn. Tiền bối, đây là nơi nào? Nơi đây tên Mạch Thượng Động Thiên, là động thiên phúc địa thượng cổ còn sót lại. Đã tới đây, không ngại cảm thụ một chút Mạch Thượng nhân văn phong thái, nói không chừng có chỗ bổ ích với văn chương của ngươi. Tiền bối, đó chính là hoang cổ hung thú trong truyền thuyết sao? Không sai, đó chính là hỏa liệt điểu, chính là thái cổ di chủng trong truyền thuyết. Đám hung thú này không giống tu sĩ nhân tộc chúng ta lắm, ưu thế tiên thiên huyết mạch khiến bọn chúng từ khi còn nhỏ đã có sức mạnh chiến đấu. Cũng không biết ăn hung thú sẽ có hương vị thế nào. Đúng rồi tiền bối, đám hung thú này vì sao có thể chung sống hòa bình với tu sĩ nhân tộc? Bởi vì trong cuộc tranh chấp dài đến vài vạn năm, tất cả đều tổn thất nặng nề, cuối cùng bất đắc dĩ đạt thành nguyên tắc chung sống hòa bình. Nhưng mà thế hệ trẻ hai bên lại không ngừng cãi lộn. Tiểu nhị, mau đem rượu và đồ ăn ngon lên. Các ngươi nghe nói chưa, gần đây Vân Hy tiên tử lại ra tác phẩm mới, Thủy Long Ngâm. Ta dám nói từ xưa đến nay, thiên hạ đệ nhất tài nữ trừ cô ấy ra thì không còn ai. Đáng tiếc cô ấy bế quan ra, không kịp lúc Bạch Lộc thư viện thi từ đại hội. Đây coi là cái gì? Mạch Thượng chúng ta có một vị Trích Tiên Nhân chân chính, hắn mới thật sự là vạn cổ vô song chi tử. Trích Tiên Nhân các ngươi nói là ai vậy? Rất lợi hại sao? Đó là đương nhiên, người này là đệ nhất công tử Mạch Thượng ta, xuất thân cổ tộc, tiên thiên đạo thể, danh xưng vạn cổ vô song chi tử. Trong thiên hạ, ngoại trừ Minh Nguyệt tiên tử của Diêu Quang Thánh Điện thì không ai có thể sánh bằng. Tiên thiên đạo thể, đồ tốt. Vậy Vân Hy tiên tử các ngươi mới vừa nói lại là thần thánh phương nào? Vân Hy tiên tử chính là đệ nhất tài nữ Mạch Thượng ta, trong chưa đầy 3 năm đã phá vỡ kỷ lục của Minh Nguyệt tạo ra năm đó. Nếu không phải cô ấy chủ tu tiên đạo, ta cảm thấy lấy văn chương của cô ấy có thể trở thành nho đạo chí tôn tương lai. Minh Nguyệt mạnh vậy sao? Như vạn cổ vô song kỳ tài như vậy, vậy mà không ai phá được kỷ lục. Thủy Long Ngâm kia ta xem qua rồi, cũng vậy mà thôi. Nghe nói qua Diệp Thu chưa? Đó mới là đại thi nhân chân chính ngày nay. Chỉ dựa vào một bài tương tiến tử liền vang danh thiên hạ, sau đó lại tuôn ra 4 câu danh ngôn. Ở Hoàng Hạc Lâu đứng cao nhìn xa, một bài Hoàng Hạc Lâu này đủ để lưu truyền thiên cổ rồi. Nếu bàn về tài hoa, thiên hạ tài hoa chung 10 đấu, Diệp Thu độc chiếm 8 đấu cũng không đủ. Không sai không sai, Diệp Thu chính là tại hạ, tới cùng bái ta đi. Mấy bài thơ hắn viết ta cũng xem rồi, một cái tiểu đồ mà thôi, cũng chỉ như thế, chẳng qua là dính một chút thịnh thế mà thôi. Nếu đặt ở trong loạn thế, có thể sống sót hay không vẫn là vấn đề lớn mặt. Ngươi có thể nói ra vì thiên địa lập tâm, vì dân sinh lập mệnh, vì hướng thành kế tuyệt học, vì vạn thế mở thái bình, lời lẽ chỉ lý như thế không? Tin tức của các ngươi cũng quá chậm rồi. Trong buổi thi từ đại hội, Diệp Thu một bài đằng vương các tự, một trận phong thần, ép tài tử khắp thiên hạ không dám thở. Lại có loại chuyện này, nhanh nói một chút. Ta dám nói một bài đằng vương các này lưu truyền vạn cổ, nói đệ nhất kỳ văn đương đại cũng không đủ. Đúng, khen tiết đê, làm sao có thể không hợp thói thường như vậy? Đúng vậy, nếu thật sự lợi hại như vậy, bài thơ này đã sớm vang danh thiên hạ rồi, chúng ta làm sao có thể không nghe nói? Diệp Thu, đây là người thế nào? Vì sao chưa từng nghe nói qua? Ngươi ngay cả Diệp Thu cũng chưa nghe nói qua, vậy ngươi đọc sách vô ích. Người này là con trai cự Bắc Vương Diệp Cần. Không
không biết bởi vì nguyên nhân gì rời khỏi gia tộc. Về sau ở Hàn Giang Thành, lần lượt viết ra Tương Tiến Tử, cùng Hoàng Hạc Lâu, trong nhất thời có thể nói nhấc lên một trận sóng to gió lớn trong Nho Đạo. Con trai Diệp Cẩn không phải chỉ có một tên ở Bất Lão Sơn kia sao? Từ khi nào lại xuất hiện thêm một người? Nghe nói là bởi vì năm đó biên hoang chiến loạn, cục diện quá khẩn trương, Diệp Cẩn bất đắc dĩ đem con trai gần 3 tuổi gửi nuôi ở một nhà nông hộ Lê Dương Thành. Về sau biên hoang chiến sự lắng lại, bọn hắn mới trở về tìm kiếm nhi tử. Bất Lão Sơn Diệp Thanh ta từng gặp, chỉ là một thiên tài mõm mà thôi. Lúc ấy chính miệng Bạch viện trưởng ra đề, lấy lầu các làm đề, để tài tử thiên hạ thỏa thích phát huy, lại không ai dám đi đầu làm thơ. Vào thời điểm quan trọng này, Diệp Thù dứt khoát kiên quyết đứng dậy, vừa mới mở miệng liền dẫn phát thiên địa dị tượng. Ta lúc ấy mạnh vậy sao? Nhanh nói tiếp, ta thích. Thế nào? Loại cảm giác vang danh thiên hạ này, nghe sướng cả lỗ tai chứ. Tiền bối nói đùa, công danh lợi lộc thoảng qua như mây khói, chân chính có thể nắm giữ ở trong tay chỉ có tri thức. Ngược lại là ta xem nhẹ ngươi rồi, không ngờ ngươi tuổi còn trẻ mà có loại giác ngộ này, thực sự là thần. Đời ta nếu có thể viết ra tác phẩm đồ sộ như thế, bằng cũng thấy sướng. Điều trùng tiểu kỹ mà thôi, nho đạo khó mà đến được nơi thanh nhã. Có bản lĩnh ngươi nói, trông thấy ta liền sợ sao? Chẳng lẽ ta nói không đúng sao? Cầu Nguyệt có được hoàng kim huyết thống tôn quý, có nghe đồn trong huyết mạch cổ tộc thậm chí còn có một tia chân long huyết mạch, cho nên cổ tộc này ở trong mạch thượng có được địa vị cực cao. Một chân long huyết mạch không có cao thủ bảo hộ còn dám phách lối như vậy, ta lời so đo với một tên tiểu bối người trước tiên ở nơi này một đêm. Nhớ đừng gây chuyện. Ta ở mạch thượng có mấy vị bằng hữu, lần này đi ngang qua, vừa hay đi bái phòng bọn hắn một chút. Yên tâm đi tiền bối, không gây chuyện là không thể nào, không có gì bất ngờ. Người của Liễu gia hẳn là sắp đến đây, trực tiếp làm loạn toàn bộ mạch thượng, trong lúc hỗn loạn thoát khỏi truy tung, quả là kế hay. Thế nào, muốn đánh ta? Ta rất thích xem dáng vẻ các ngươi muốn đánh ta, nhưng lại không dám động thủ. Dù sao cũng nên vì người nhà mình mà suy nghĩ. Ngươi tính là cái gì? Dám ở trước mặt ta sổ bậy, ngươi muốn tìm chết sao? Hạo Nhiên chi khí mạnh thật, gia hỏa này là người thế nào? Lại có chí cương chí dương nho đạo chân khí như thế, dưới gầm trời này ở độ tuổi như vậy có được hạo nhiên thiên địa chính khí, hình như ngoại trừ Diệp Thu cũng không còn ai. Đi qua xem thử. Tiểu tử, người biết ta là ai không? Vậy người biết ta là ai không? Dám làm nhục ta như vậy, hắn đến cùng là lai lịch gì? Các hạ đến cùng là ai? Làm nhục ta như vậy, chẳng lẽ là muốn cùng cổ tộc ta đối địch? Cổ tộc, chưa từng nghe qua, ta chỉ là mới nói ngươi hai câu, đã không chịu nổi. Vậy vừa rồi, ngươi sỉ nhục những người đọc sách ở đây thì thế nào? Bọn hắn hà có thể đánh đồng với cổ tộc huyết thống cao quý như ta? Ngươi cao quý cái chó gì? Chỉ bằng chút huyết mạch ít ỏi của ngươi sao? Ngươi muốn chết? Các ngươi đều thấy đó, là hắn ra tay trước, cũng không phải ta cố ý. Đánh người cũng không đủ sức, còn dám đánh giá nho đạo, ta thấy ngươi cũng chẳng có gì ghê gớm. Đây chính là chân long huyết mạch sao? Hơn nữa nhìn bộ dáng huyết mạch của hắn còn rất thuần khiết. Tiểu tử, ta giết ngươi, cứ tới đi. Hạo nhiên thiên địa chính khí, tên này là một nho tu sao? Chỉ thánh thân thể, không hổ là cực hạn phòng ngự, đánh lâu như vậy, nói là gãi ngừa cũng là khen hắn. Hôm nay ta sẽ nói cho ngươi, cái gì gọi là chân lý, cái gì gọi là hạo nhiên đại đạo. Quá bá đạo, loại lực trùng kích cảm giác này, hắn thật sự là một người đọc sách sao? Chân long bảo thuật sao? Không đúng, đây cũng là cổ tộc trời sinh tự mang thiên phú bảo thuật. Mặc dù có mấy phần chân long bảo thuật ý cảnh, nhưng còn lâu mới đạt được loại trình độ kia. Cổ tộc bí pháp có thể đem cổ nguyện đánh thành dạng này, còn có hạo nhiên chính khí cường đại như vậy, cũng chỉ có một mình Diệp Thu. Nhị trưởng lão, Lỗ Vân Phong đã đi bái phòng hảo hữu rồi, giờ phút này chính là thời điểm tốt để động thủ. Hiện tại có động thủ không? Không thể chờ tộc trưởng tới, vạn nhất Lỗ Vân Phong quay lại thì phiền toái. Không thành công thì thành công, chuẩn bị động thủ. Nhớ đừng để hắn chạy, dù là giết hắn cũng đừng để hắn chạy trốn. Kỳ quái, cảm giác nguy hiểm này từ đâu mà đến? Xung quanh khẳng định có cao thủ nhắm vào ta, nhanh chóng xử lý hắn rồi bỏ chạy. Tiểu tử, ngươi sẽ hối hận vì hành vi vừa rồi, không biết tự lượng sức. Diệp Thu, hôm nay người chắc đánh khó thoát, chịu chết đi. Hắn chính là Diệp Thu sao? Thần tượng mà ta sùng bái đã không khiến ta thất vọng. Có đức độ, không sợ cường quyền, người thế này làm sao có thể không mê được? Không hổ là hậu sinh vạn bồi, có thể được hai ngọn núi lớn nho đạo đồng thời tán thưởng. Quả thực còn ưu tú hơn so với chúng ta tưởng. Chỉ bằng các người cũng muốn giết ta sao? Đều có thể thử một lần. Người cũng dám đánh ta đúng không? Người biết ta là ai không? Hoan nghênh các vị đến lĩnh vực của ta. Diệp Thu, chạy trốn tính là bản lĩnh gì? Có bản lĩnh cùng ta chính diện quyết đấu. Là Liễu gia ra tay trước, tất cả mọi người đều thấy chứ, ta không có tổn thương hắn một tí nào. Các ngươi thảm rồi, đây chính là cổ tộc đại thiếu gia, người thừa kế chân long huyết mạch trong truyền thuyết. Các ngươi gặp rắc rối lớn rồi, cái này nếu để cho cổ tộc biết, không chừng sẽ tìm chúng ta gây phiền phức. Đến lúc đó gia tộc sợ là sẽ trực tiếp để cho ta cõng nồi. Diệp Thu, ngươi đừng nói hưa nói vượn, rõ ràng chính là ngươi đem cổ tộc thiếu gia làm khiên thịt cho ngươi. Ngươi mới là kẻ cầm đầu, nội oan ức này ta cũng không nhận. Liễu gia lòng lang dạ thú, không cho hỏi liền phái nhiều cao thủ như vậy vào mạch thượng, thậm chí còn muốn giết cổ tộc đại thiếu gia. Các ngươi đến cùng đang mưu đồ cái gì? Diệp Thu, ta nói không lại ngươi, nhưng mà ta bắt được ngươi, hết thảy tự nhiên không tới phiên ta cõng nồi. Càn Khôn Đỉnh, chết cho ta. Mắt của ta, tai của ta.
hay cho Liễu gia ngươi. Hiện tại các ngươi còn có gì để nói? Cổ tộc thiếu gia đáng thương, chỉ bởi vì trưởng bối không ở đây, lại bị các ngươi sỉ nhục như vậy, thật sự coi các thế gia mạch thượng là bùn nặng, có thể tùy ý khi dễ sao? Hay là nói trong mắt Liễu gia các ngươi, nhưng thế gia mạch thượng mặt hàng bất nhập lưu cũng không bằng, căn bản không xứng để các ngươi nhìn vào. Đúng vậy, bọn hắn trực tiếp phái ra nhiều cao thủ như vậy đến đây, chỉ là đơn thuần muốn giết chết một Diệp Thu. Nói thế đến con chó cũng không tin được, bọn hắn không phải là muốn mưu đồ mạch thượng ta, thì cũng là muốn đến lấy miếng canh. Các ngươi có phát hiện không? Sau khi Diệp Thu nói ra những lời này, sắc mặt của bọn hắn rõ ràng có biến hóa. Đây là biểu hiện chột dạ, ta chỉ cần gây nên mâu thuẫn Liễu gia và cổ tộc, nhắc lên một trận náo động lớn, sau đó liền có thể nhân lúc mạch thượng loạn, bố trí thần ma luyện ngục trận, sau đó có thể huyết tế toàn bộ sinh linh mạch thượng, giúp ta một bước phong ma. Diệp Thu, người bớt ở đây ngậm máu phun người, Liễu gia ta tuyệt đối không có ý nghĩ muốn khống chế mạch thượng. Mình nằm dưới đất, há để kẻ khác trên giường. Liễu gia các ngươi dạ tâm ra sao? Các ngươi rõ ràng nhất, giết hắn cho ta. Có chuyện gì thì đợi thịt tên này xong, ta sẽ cho tất cả mọi người một giải thích hợp lý. Có khí tức cường đại đang đuổi đến, hẳn là cổ tộc cao thủ, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Nhi tử, ta nhất định báo thù cho ngươi. Đây là ai trong các ngươi làm? Ta không ngờ Liễu gia các ngươi lại là dạng người này. Cổ tộc công tử người ta chỉ ăn bữa cơm, liền bị các ngươi đánh thành như thế. Hay cho Liễu gia, dám ở địa bàn của ta làm tổn thương nhi tử ta. Hôm nay ngươi nếu không cho ta lời giải thích, ai cũng đừng nghĩ còn sống rời khỏi đây. Giờ thì xong rồi, nếu như ta chạy nhanh có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Ngươi cảm thấy ngươi chạy trốn được sao? Đứng lại, cho ta. Phải dừng ở đây sao? Bị oan uổng thật không cam tâm. Là ai là gan lớn như thế, dám đả thương tộc nhân ta? Chẳng lẽ thật sự như Diệp Thu nói, Liễu gia lần này hướng về mạch thượng vì cướp đoạt linh mạch mà đến? Ta đoán chính là như thế. Nếu không chỉ là giết Diệp Thu cần mang nhiều người như vậy sao? Phụ thân, ta không đi. Ta muốn tận mắt nhìn xem người báo thù cho ta. Yên tâm, người yên tâm đi. Hay cho Liễu gia, khi người quá đáng, thật coi cổ tộc ta dễ bắt nạt sao? Hôm nay các người nếu không cho ta lời giải thích hợp lý, đừng mơ rời khỏi mạch thượng. Diệp Thu kia đoán chừng lại trốn đi rồi, không biết lại dùng thủ đoạn gì di chuyển những tên vô tri ngu muội này che chắn cho hắn. Bản lĩnh không lớn, khẩu khí không nhỏ, ta cần gì phải giải thích, chỉ là một cái cổ tộc mà thôi. Đến đây đánh hai tử ta, còn phách lối như thế. Hôm nay ta muốn xem Liễu gia ngươi có năng lực gì. Năm đó ngươi không được, hiện tại ngươi cũng không được. Tộc trưởng đừng đánh nữa, đây hết thảy đều là hiểu lầm, tất cả là âm mưu của Diệp Thu, bắt Diệp Thu báo thù cho công tử quan trọng hơn. Nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới, giữa Liễu Húc và Cổ Tam Thu có một mối thù đoạt vợ. Cho nên hai người vừa thấy mặt, tất nhiên là xung khắc như nước với lửa. Xảy ra chuyện gì? Vạn tộc đại chiến lần thứ 18 mở ra sao? Ta trong sơn động đang ngủ ngon giấc, đột nhiên liền phát hiện sơn động bị thiêu rụi rồi. Ta cũng như vậy, rừng cây của ta cũng đau khổ, bọn hắn đã muốn đánh vậy liền đánh. Không tốt, nhưng hung thú kia bạo động rồi. Đã lâu không gặp, thư sinh nghèo hăng hái năm đó, bây giờ sớm đã không còn non nớt nữa rồi. Dâu da cũng trở nên rậm rạp rồi. Đã lâu không gặp, tới nhà của ta ngồi đi. Kỳ thật ta, cái đó chính là, nói như thế nào đây? Bên kia động tĩnh gì? Đây là phương hướng từ quán Diệp Thu ngồi. Không tốt, Diệp Thu khả năng xảy ra chuyện. Diệp Thu là ai? Theo sau xem thử đi. Đây không phải cổ công tử sao? Phụ thân hắn ở đây cũng bị đánh thành dạng này. Vậy Diệp Thu chẳng phải là Liễu Húc, ta với ngươi không xong. Lại là Lỗ Vân Phong ngươi. Ta đánh Diệp Thu ngươi xen vào việc của người khác. Ta đánh cổ tộc lại làm phiền gì đến ngươi? Ta thấy ngươi không vừa mắt, chịu chết đi. Bỉ phu đáng chết, lực đạo lại mạnh như vậy. Loạn rồi, hoàn toàn loạn rồi. Làm sao ngay cả đám hung thú cũng gia nhập cuộc hỗn chiến này? Mọi người đừng hốt hoảng, trước tiên tỉnh táo lại. Hiện tại khẩn yếu nhất là ổn định những hung thú bạo động kia, phòng ngừa mạch thượng động thiên bị hủy. Thù mới, hận cũ, hôm nay tính sổ đi. Cổ Tam Thu, nếu không phải thất phu Lỗ Vân Phong xen vào việc của người khác, ta giết người đơn giản như dẫm chết một con kiến. Không tốt, chiến đấu giữa bọn họ tác động đến quá lớn, có thể sẽ hủy động thiên kết giới, dẫn đến linh khí tán loạn. Chớ để ý, thế gia phân tranh, không phải ngươi và ta có thể nhúng tay. Để bọn hắn đánh đi, chúng ta đi trước. Chờ chút, đó không phải tiểu cô ta sao? Nàng đã trăm năm không bước ra khỏi nhà, làm sao lại xuất hiện ở đây? Năm đó lúc tiểu cô vang danh thiên hạ, trong một lần du lịch, gặp được một thư sinh nghèo túng. Cả hai tình đầu ý hợp, hẹn nhau tư thủ cả đời. Về sau gia gia nàng biết chuyện này, bỗng đánh uyên ương, cực lực ngăn cản. Không ngờ cô ngươi cũng đã từng có một đoạn quá khứ khó quên như vậy. Nhưng mà nàng hẳn là tính khổ tận cam lai đi. Người trước mắt này không phải thư sinh nghèo túng năm đó, mà là trừ hai ngọn núi lớn nho đạo đế Vương Châu, chân chính nho đạo đệ nhất nhân. Các ngươi chờ đó cho ta, thù này không báo, Liễu Húc ta thề không làm người.
tộc trưởng, thế cục bất lợi với chúng ta, tạm thời nên tránh né mũi nhọn. Ta tránh mũi nhọn của hắn, chỉ là cổ tộc, năm đó dám cướp vợ của ta, hiện tại còn muốn ta tránh mũi nhọn của hắn. Tộc trưởng, ngài phải lấy đại cục làm trọng, hiện tại khẩn yếu nhất là tìm Diệp Thu. Nơi này còn có Lỗ Vân Phong, dưới cưu cảnh, ai có thể đỡ được ba quyền của hắn? Năm đó nàng vì sao lại coi trọng một tên kèm ta về mọi mặt như này? Điều duy nhất đáng khen ở Diệp Thu lần này, chính là bất cứ địch nhân nào cũng đối xử như nhau. Nhi tử ta bị đào đi thần cốt, con của hắn bị cắt đứt tứ chi. Các huynh đệ, rút lui. Dáng vẻ rút lui chạy trốn thật giống với năm đó. Tộc trưởng, không biết là ai phóng hỏa khắp nơi, sao huyệt những hung thú trên hoàng nguyên thượng kia cũng đốt. Hiện tại toàn bộ mạch thượng lâm vào tình trạng nước sôi lửa bỏng. Chúng ta cũng cùng đi chống lại thú triều đi. Đều tại ta, vì sao lại rời đi ở thời điểm này? Ta thật sự xin lỗi viện trưởng phó thác, xin lỗi tất cả mọi người ở hoàng hạc lâu tín nhiệm. Ngươi đừng vội, Diệp Thu khả năng thành công chạy trốn cũng nên. Ta đi cầu cha ta, để người trong gia tộc cùng hỗ trợ tìm, nhất định có thể tìm được hắn. Hắn có thể đồng ý không? Năm đó chính là bởi vì hắn ghét bỏ ta là thư sinh nghèo mới chia rẽ chúng ta. Ta chính là bởi vì chuyện này hờn dỗi, đã 100 năm không để ý tới hắn. Một khi cúi đầu, 100 năm kiên trì này liền phí công nhọc sức. Ngươi không cần vì ta đi cầu phụ thân ngươi. Việc này sai tại ta, ta nhất định sẽ tự tìm hắn trở về. Ta giúp ngươi cùng tìm, nhiều năm không gặp, ta kỳ thật vẫn luôn chờ đợi. Tiểu cô, tìm thấy ngươi rồi, là Hồng Liên à, ngươi sao lại ở đây? Tiểu cô, hắn chính là người phụ thân nói sao? Lỗ tiền bối, mày muốn tìm Diệp Thu đúng không? Ngươi biết hắn ở đâu sao? Mau nói, ngươi làm gì vậy? Chớ dọa hài tử, vừa rồi ta thấy hắn đi về hướng bắc, đoán chừng đã chạy khỏi mạch thượng rồi. Nói cách khác, Diệp Thu còn sống, người của Liễu gia cũng chưa bắt được hắn. Tiền bối, ta là thần tượng của ngươi. Không không không, ngươi là thần tượng của ta. Bỏ đi, đây là thư Diệp Thu tiền bối để lại cho ngươi. Nhân sinh nam bắc nhiều lối rẽ, quân hướng tiêu tương ta hướng tần, được Lỗ tiền bối một đường hộ tống. Lần nữa cảm tạ tiền bối đại ân. Ta là một thư sinh, vô ý cùng thế gia thiên hạ kết thù kết toán, vận mệnh nhiều thăng trầm, không muốn bởi vậy liên lụy tiền bối, đành phải không từ mà biệt. Mong tiền bối thứ tội. Nhiều thiện lương, nhiều chính trực, thanh niên tốt, chẳng lẽ thế đạo đã hắc ám này, ngay cả một chỗ đặt chân cho hắn cũng không có sao? Phong ca, ngươi chớ tự trách, đây không phải lỗi của ngươi, sống chết trước mắt còn vì cân nhắc cho người khác. Hắn thật quá thiện lương. Diệp Thu tiền bối là bởi vì giúp người đọc sách chúng ta ra mặt mà đã đắc tội cổ tộc, giờ đã phải trốn đi đâu không biết. Hắn là một vĩ nhân, chúng ta không thể để cho một mình hắn phụ trọng tiến lên, chúng ta phải đấu tranh. Thiên hạ này đã sớm nên có một phiến thiên địa của người đọc sách chúng ta. Không sai, nhưng thế gia đại tộc này chèn ép nho đạo ta lâu vậy, người đọc chúng ta phải tự cường không thôi, làm nhiều mở ra một mảnh thiên địa mới. Một người mà lại có sức ảnh hưởng lớn như thế, dù hắn không ở đây, chỉ dựa vào một bài thơ liền có thể cổ vũ đến nhiều người như vậy. Các người thất thần gì đó, còn không nhanh chóng vào thành chống cự thú triều? Các ngươi chẳng lẽ muốn ngồi nhìn những dân chúng vô tội kia chết thảm sao? Thật coi người đọc sách chúng ta là ngớ ngẩn sao? Thời bình các người chèn ép làm nhục nho đạo chúng ta, chiến loạn lại nghĩ tới chúng ta. Sao các người không bắt con cháu các người làm tù người ấy? Mạng của con cháu các người là mạng, mạng của chúng ta cũng không phải là mạng sao? Bọn nho đạo này chơi đồ à? Bình thường vừa có chiến loạn, bọn hắn không phải liền xông về phía trước sao? Bảo các người đi thì các người cứ đi đi, ai còn dám nói nhảm ta giết? Các huynh đệ, hãy cho những thế gia này biết lễ độ đi. Trong lúc nhất thời, các đại tộc tổn thất nặng nề, không có người đọc sách tạo thành khiên thịt ngăn cản, bọn hắn chỉ có thể vừa đánh vừa lui về hướng bắc. Ngắn ngủi thời gian một ngày, liền thất thủ mấy chục tòa thành trì. Ta thân là hôn thê của Diệp Thu, lúc trước đối mặt hắn chủ động tới gần, chẳng những không có thử đi tìm hiểu hắn, ngược lại một mực tổn thương hắn. Bây giờ sau khi hắn viết ra bài đằng vương các tự kia, ta ngay cả tư cách nói một câu cũng không có. Tỷ tỷ, ngươi sao vậy? Có tâm sự phải không? Ta không sao, sao ngươi lại tới đây? Hôm nay không phải nói muốn đi chỗ Tử Nguyệt chân nhân nghe đạo kinh chân giải sao? Không phải vì không yên lòng ngươi sao? Mấy ngày nay trong tông môn đều đang nghị luận, ta sợ ngươi không chịu được lưu môn phỉ ngữ này. Bọn hắn muốn nói thì cứ để bọn hắn nói, nếu như ta không thẹn với lương tâm thì sợ gì bọn hắn nói? Nếu như ta thẹn với lương tâm, đó cũng là trừng phạt đúng tội. Sau khi Diệp Thu bại lộ thân thế, mọi người mới bừng tỉnh đại ngộ. Hóa ra thần tiên quyến Lữ Liên Phong và Diệp Thanh bọn hắn vẫn luôn ghen tị, thật ra là giả. Vị hôn phu thật sự là Diệp Thu, ca ca của Diệp Thanh. Từ đó hình tượng triệt để sụp đổ, liền xem như có lỗi cũng là lỗi của Diệp Cẩn, là hắn cố ý giấu giếm chuyện hắn còn có đại nhi tử, dẫn đến người vẫn luôn mơ mơ màng màng. Đừng nói nữa, ta không muốn thảo luận vấn đề này nữa. Hiện tại chuyện của giữa ngươi và Diệp Thu, Diệp Thanh, mọi người đều biết rồi. Phụ thân ngươi bên kia nói thế nào? Hắn nói sai rồi, mấy ngày nữa sẽ trực tiếp công bố ra ngoài. Hôn ước giữa ta và Diệp gia, thật ra là Diệp Thanh, không phải Diệp Thu. Như vậy còn có thể cứu vãn mặt mũi gia tộc một chút. Nếu như hai nhà các người cùng thống nhất nói như vậy, ngược lại Diệp Thu sẽ bị thế nhân nghị luận, hắn liền trở thành người nhớ thương vị hôn thê đệ đệ mình, thanh danh lập tức mất hết. Phụ thân ta còn phải xem Diệp gia bên kia chọn thế nào. Bọn hắn khẳng định sẽ cân nhắc lợi hại sau khi lựa chọn tẩy trắng Diệp Thanh. Dù sao để bọn hắn đặt hy vọng lên Diệp Thu, một đứa con bị bỏ rơi bên ngoài suốt 20 năm, bất kỳ một đại gia
tộc nào cũng không lựa chọn như vậy được. Cho nên, đây cũng là một lần lựa chọn sao? Diệp Thu thật đúng là thảm, lần nào cũng là người bị bỏ rơi. Đây là phương pháp xử lý tốt nhất. Chỉ là đáng tiếc Diệp Thu kia, ngươi không phải vẫn luôn thích Diệp Thanh sao? Làm như vậy không phải vừa hay hợp ý ngươi sao? Ta bây giờ mới biết, đó không phải là thích, chỉ xuất phát đơn thuần là tỷ tỷ quan tâm đệ đệ mà thôi. Chẳng lẽ ngươi thích không phải Diệp Thanh, mà là Diệp Thu? Tỷ, các ngươi đều đây à? Sao ngươi lại tới đây? Ngươi không biết ta là vị hôn thê ca ca ngươi sao? Ngươi không biết tránh hiểm nghi sao? Diệp Thu, bởi vì ngươi mà cả nhà của ta không được an bình, cha mẹ bất hòa, cãi lộn không ngừng, hiện tại ngay cả tỷ tỷ cũng từ chối nói chuyện với ta. Diệp Thanh, ngươi muốn làm cái gì? Ta không hiểu, thế tục nghị luận quan trọng như vậy sao? Hay là nói ngươi trong lòng đã sớm yêu hắn? Chẳng lẽ trong lòng các ngươi đều cảm thấy ta không bằng hắn sao? Cũng bởi vì hắn chịu khổ nhiều hơn ta 20 năm, nên được tất cả mọi người quan tâm sao? Trước kia hắn khéo léo hiểu lòng người như vậy, nhưng bây giờ hắn đang ghen tị cái gì? Ghen ghét ca ca hắn bị vứt bỏ 20 năm sao? Hay là ghen ghét ca ca hắn không được gia tộc lựa chọn? Ngươi có thể không quan tâm ánh mắt người bên ngoài, bởi vì mặc kệ ngươi làm cái gì, đều sẽ có người thay ngươi gánh chịu hậu quả. Nhưng ta không có, ta phải chịu trách nhiệm thanh danh của mình, càng là vì thanh danh gia tộc. Ngươi vừa rồi hỏi ta, có phải đã yêu ca ca ngươi không? Ta bây giờ trả lời ngươi, đúng vậy. Ngươi xem ngươi bây giờ còn có nửa điểm phong thái cự bắc vương thế tử không? Ngay cả ca ca ruột cũng không dung được. Ca của ngươi chẳng qua là muốn được người nhà tán thành. Các ngươi không chỉ không hài lòng, còn một mực làm khó dễ hắn. Ngươi đi cho ta, ta không muốn gặp lại ngươi. Nếu mắng như vậy hắn còn không tỉnh, thì đệ đệ này không nhận cũng được. Về phần gia tộc, nếu thật sự muốn cả ta cho Diệp Thanh, vậy thì ta tình nguyện chết đi. Liên Phong luôn luôn dung túng Diệp Thanh, hôm nay là ăn lộn thuốc gì, vậy mà lại nổi giận với hắn. Diệp Thu dựa vào cái gì có thể dễ dàng cướp đi mọi thứ của ta? Hiện tại ngay cả tỷ tỷ Thanh Mai Trúc Mã cũng ở nơi này khiển trách ta. Ta chỉ muốn giết hắn mà thôi, đến cùng đã làm sai điều gì? Ta bảo ngươi đi, ngươi nghe không hiểu sao? Tỷ tỷ, người bất giận, ta nghe nói mạch thượng cách trăm ngàn dặm có hoa hải không tệ, chúng ta không bằng đến đó giải sầu một chút đi. Ta nghĩ tới vãn hồi hôn ước đã vỡ vụn với Diệp Thu, nhưng khi ta ở thi hội trông thấy Diệp Thu ở bên cạnh Minh Nguyệt, đó chính là nữ tử kinh diễm nhất đế vương châu, ta coi lại ưu tú thế nào, lại hơn cô ta ở điểm gì? Trừ khi cô ta không hứng thú đối với Diệp Thu, Diệp Thu đối với ta còn có chút tình cảm, nhưng khả năng này tựa hồ rất xa vời. Ngươi đi xem biển hoa đi, ta không đi được. Đi cùng ta đi, ngươi coi như giúp ta tùy hứng một lần. Dù sao đi một chuyến trở về tối đa cũng chỉ nửa tháng, mà sau 3 tháng mới là đại hội thiên tài 3.000 châu, hoàn toàn tới kịp. Được rồi, chỉ lần này thôi. Nói là đi mạch thượng xem biển hoa, thực tế chính là xem vị công tử xinh đẹp ở mạch thượng kia. Trong màn đêm mạch thượng, trong biển hoa trăm vạn dặm, Diệp Thu qua lại cao nguyên chi thượng, châm lửa khắp nơi, dựa trên khí tức hung thú trong động phản đoán, thực lực chí ít là bát cảnh trở lên, đánh không lại. Nhưng mà hắn người trẻ tuổi sao có thể ngủ nhiều như vậy? Ta để ngươi ngủ sao? Này thì ngủ. Nhân tộc các người đã muốn đánh thì quang minh chính đại đến, các người đã muốn đánh vậy liền đánh. Chật chật, thế ra các người không phải rất phách lối sao? Chi bằng nhớ lại nỗi sợ thú triều đột kích đi. Còn hung thú nhỏ sao? Thần tài đến, thần tài đến. Không hổ là công thức đồ nhắm bên trong chí tôn ma điển, thấm nước mũi. Tu sĩ nhân tộc, ngươi ở đây bao lâu rồi? Vừa rồi có nhìn thấy một con sói con đi ngang qua đây không? Không có, ta luôn cảm giác cái chân này giống như là nhi tử ta. Tiểu tử, ta đang tìm nhi tử ta, nếu như ngươi trông thấy, làm phiền nói cho ta một tiếng. Không biết không biết, khắp nơi đều đang chiến tranh, ai biết con của ngươi ở đâu? Nói không chừng bị kẻ xấu bắt ăn rồi cũng nên. Ta dù sao cũng không thấy, có thể có được hạo nhiên chính khí thuần khiết như thế, hắn hẳn không có nói dối. Thế nhưng nhi tử ta đến cùng đã đi đâu? Thịt này thơm không? Ngươi có muốn nếm thử không? Ngươi thật sự không nhìn thấy nhi tử ta sao? Ăn miếng thịt này xong, thực lực hẳn là có thể trực tiếp đạt đến vô cự ngũ phẩm. Nếu không phải đánh không lại con sói này, thì ta ăn cả nó rồi. Ăn nó tu vi khẳng định tăng vọt. Ta thật sự không nhìn thấy. Ngươi không ngại đi đằng sau bên kia xem thử? Vừa rồi có một con cầu lớn mất kiểm soát, giết rất nhiều sinh linh. Nếu con của ngươi thật sự ở bên kia, ngươi bây giờ chạy tới, nói không chừng còn có thể nhặt lại mảnh vụn. Luyện ngục ma hùng, trước đó ở Thái Sơ thung lũng bị ta đả thương nặng một lần, khẳng định là hắn ghi hận trong lòng, thừa dịp loạn lạc bắt nhi tử ta đi. Đây là loại quái vật khổng lồ gì? Cũng may không bị phát hiện. Chẳng trách trong mắt rất nhiều hung thú căn bản không coi tu sĩ nhân tộc ra gì, trong lòng bọn hắn huyết thống cao hơn hết thảy. Lực phòng ngự này của thực cường hãn. Tiểu giật, bên ngoài hiện tại tình huống thế nào? Từ sau khi đem lá dâu cho Diệp Thu, Tô Triều Phong liền một mực trốn ở nơi đây tĩnh dưỡng, lĩnh hội một kiếm chu tiên vô thượng kiếm ý, vẫn luôn là Lâm Giật làm con mắt bên ngoài cho hắn. Đứa cháu ngoại này tính tình rất giống ta, chỉ là nhiều ngày không gặp, bỗng nhiên có chút nhớ nó. Đáng tiếc lão phu tử kiếp sắp tới, không cách nào thoát thân. Tiểu các chủ mấy ngày trước đây ở trên Bạch Lộc thi hội đại triển phong thái, lấy một bài đằng vương các tự chèn ép tài tử thiên hạ, nhất cử vang danh thiên hạ. Hiện tại các đại đô thành và động thiên phúc địa khắp nơi đều đang đàm luận về bài đằng vương các tự này. Hay cho một bài đằng vương các tự, cháu ngoại ta một thân
thiên địa tài hoa, ngay thành thánh ở ngay trong tầm tay, đem bài đằng vương các tự này chép lại ở bên trong kiếm các, để bọn hắn mở mang kiến thức về phong thái của tiểu các chủ bọn hắn một chút. Sau đó Lâm Giật lại đem toàn bộ sự việc phát sinh gần đây nói cho Tô Triều Phong. Mị lực cháu trai ta lại càng ngày càng lớn như thế, Bạch Lộc Minh vậy mà lại tự mình xuất thủ bảo vệ cho nó, cái này tương đương với trước mặt tất cả người trong cả thiên hạ tuyên bố Diệp Thu chính là môn nhân của Nho Đạo Chí Thánh. Về phần Liễu gia dám gây khó dễ cháu trai ta, còn là dâu của Giang Thị, cho dù là tiên nhân tới cũng không tổn thương được cháu trai ta một phân một hào. Nhưng trước tiên nhớ kỹ, lão phu trước khi đi sẽ đem bọn hắn đi cùng. Nghĩa phụ nghĩa mẫu đối với ta ân nặng như núi, thế nhưng sau nghĩa mẫu qua đời, nghĩa phụ cũng muốn rời đi, ta về sau nên vì ai mà sống? Tiểu Giật, sinh lão bệnh tử là trạng thái bình thường, nhìn thoáng chút. Sớm tại mấy trăm năm trước, lão phu đã muốn đi theo nghĩa mẫu của ngươi, thế nhưng còn có nữ nhi cần nuôi, nhưng nó sau khi lớn lên vậy mà chạy theo Diệp Cẩn. Ai cũng coi là ta không giáo dục tốt, ta thân là phụ thân của nó đành phải tiếp nhận, lại không ngờ nó lại bất công với hai tử như thế. Ta hiện tại không bỏ xuống được nhất chính là cháu ngoại ta. Chờ ta sau khi đi, hy vọng ngươi về sau có thể một mực bảo hộ hắn. Nghĩa phụ, ngài phải bảo trọng thân thể, tiểu các chủ vẫn đang chờ người nhận nhau, ngài phải sống sót. Một đại nam nhân khóc hu hu he he, thì ra cái thể thống gì, đếm nước mắt thu lại. Nói cho ta một chút, Diệp Thu đứa nhỏ này hiện tại đi đâu rồi? Tiểu các chủ bây giờ đã đến mạch thượng, người đồng hành là thư hương các Lỗ Vân Phong. Người Liễu gia gặp hắn ở đây cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Không ngờ thư sinh nghèo năm đó ở trên mạch thượng bị Hồng gia đuổi ra khỏi cửa, bây giờ cũng trở thành đại nhân vật có thể bảo hộ người khác. Năm đó con gái lão đầu Hồng gia kia vì một lấy Lỗ Vân Phong mà dùng cái chết để uy hiếp, làm hắn ta tức xịt khói. Về sau nếu Lỗ Vân Phong gặp chuyện, người trợ giúp hắn một chút. Người này tâm tư ngay thẳng, dễ đắc tội với người khác. Lại nói ngươi cũng hơn 1000 tuổi rồi, ta giới thiệu cho ngươi nhiều cô gái như vậy, lại không coi trọng một ai sao? Chẳng lẽ ngươi thích đàn ông? Nghĩa phụ, ta đau bụng nên đi trước. Thú triều lần này chắc chắn do người làm, không phải Diệp Thu thì chính là Liễu gia. Dám tạo ra cuộc bạo động vô nhân đạo như thế, hủy cơ nghiệp mấy chục vạn năm của tộc ta, ta cùng bọn hắn thế bất lưỡng lập. Tộc trưởng, chúng ta mau đi đi, nơi này đã bị những hung thú kia chiếm đoạt rồi. Chỉ có rút lui về Hoa Đô mới có thể bảo vệ huyết mạch truyền thừa tộc ta. Nhà mất có thể kiếm lại, chỉ cần có thể bảo trụ hậu duệ ưu tú tộc ta thì vẫn còn cơ hội đông sơn tái khởi. Rút lôi, đây chính là Hoa Đô phồn hoa nhất mạch thượng sao? Chỉ tiếc nhân hoàng kỳ vẫn chưa luyện thành, nếu không bố trí ở đây thần ma luyện ngục trận, nháy mắt liền có thể biến thành một bãi tha ma, vạn linh hủy diệt. Chậc chậc, hiện tại cổ tộc đoán chừng đều đã bị hung thú đánh cho chạy trối chết rồi. Ngươi gửi thư cho phụ thân ta, nói ta ở mạch thượng chơi mấy ngày, để hắn đừng thúc giục nữa, ta qua Thái Lan chuyển giới liền. Thế nhân vĩnh viễn nghĩ không ra, một người ở bên ngoài bá đạo như vậy, vậy mà sợ con gái mình như thế, hy vọng lão gia sẽ không nổi giận với ta. Đây không phải là vị hôn thê của Diệp Thu sao? Bây giờ thiên tài đại hội 3000 châu sắp bắt đầu rồi, bọn họ lại còn có nhàn tâm chạy đến nơi đây xem hoa. Chẳng lẽ bọn họ giống như ta, tu luyện gặp bình cảnh, ra giải sầu một chút? Tiểu Hồng, ta thấy bên kia phong cảnh không tệ, đi đến xem thử đi. Hay lắm, thú vị. Không ngờ Lỗ Vân Phong luôn luôn chỉ thích thi thư, cũng có một ngày cùng nữ nhân dạo phố, lại nói Diệp Thu sao không ở bên cạnh hắn. Hoa Đô này không cảnh của thật không tệ. Diệp Thu, ta trông thấy Diệp Thu bay qua cửa sổ. Thiếu gia, ngài khó tránh khỏi có chút hèn nhát rồi. Chúng ta ở đây nhiều cao thủ như vậy, Diệp Thu hắn coi như to gan cũng không dám vào đây. Năm đó hai nhà Lâm Dương cùng ta khi dễ Diệp Thu, đầu tiên là hai người kia mất tích bí ẩn, sau đó lại bất ngờ bị diệt tộc. Ta dám nói đây tuyệt đối là Diệp Thu làm. Diệp Thu hắn hiện tại thế nhưng là niềm tự hào của tất cả người đọc sách, cũng là nhân vật nổi bật trên đại hoang, làm cái gì cũng sẽ để ý thanh danh, chắc chắn không dám làm gì ngươi. Thiếu gia là trưởng tử cao quý, nhưng tính tình nhu nhược, ngu muội vô tri, cuối cùng khó thành đại sự. Chỉ là một Diệp Thu đã dọa hắn thành bộ dạng này. Ngươi xác định thật sự có thể bảo vệ ta sao? Ngươi có thể bảo đảm Diệp Thu thật sự không dám động thủ không? Ngươi cứ yên tâm lớn mật ngắm phong cảnh là được. Bao ổn. Vậy ta an tâm rồi. Ta đường đường là đại thiếu gia Cố gia, làm sao có thể để kẻ trước đây bị ta trả đạp dưới chân dọa đến thất kinh? Thật sự là khôi hài. Cũng trách thế đạo này quá trêu người. Ai có thể ngờ, hắn bây giờ quay người liền trở thành cự Bắc Vương Thế Tử đại danh đỉnh đỉnh. Các ngươi thật sự bao ổn sao? Thật sự không sao chứ? Yên tâm, nếu không phải hắn thân phận đặc thù, lão phu một hiệp liền có thể khiến hắn nằm trên mặt đất. Tiểu nhị, một gian phòng xa hoa. Thần tài đến, khách quan tôn quý mời vào bên trong. Một gian phòng xa hoa, Diệp Thu của Nhiên Hào Khí. Diệp Thu là ai? Ngươi đến Diệp Thu cũng không biết. Đây chính là thi tiên nổi danh nhất toàn bộ Đế Vương Châu. Ngươi có thể nâng lên cả ngọn núi lớn Nho Đạo. Cố Hàn, không ngờ lại đụng phải ngươi ở đây. Để ta nghĩ nên trừng phạt ngươi thế nào đây? Diệp Thu, bài đằng vương các tự của ngươi thật sự rất hay. Ta là fan trung thành của ngươi. Ta mới là fan trung thành.
anh. Ta là fan của ngươi từ lúc còn đang chạy đua với 100 triệu đứa khác rồi. Ai, ta ngăn cản không nổi tài hoa. Đi đến đâu đều chú định trở thành tiêu điểm. Diệp Thu hắn thật sự ở mạch thượng sao? Tỷ tỷ, nếu không chúng ta đi xem một chút đi. Nghe những người phía dưới kia nói, tên này ở mạch thượng chọc phải không ít phiền toái. Nói không chừng giờ phút này còn đang bị các đại gia tộc truy sát. Bọn hắn làm sao dám? Đều là nhi tử Diệp Cẩn. Diệp Thanh vô luận đến đâu đều là người người kính ngưỡng kính sợ ba phần. Nhưng Diệp Cẩn đối với Diệp Thu mặc kệ không quản. Dẫn đến Diệp Thu mặc kệ đến đâu đều bị truy sát vĩnh viễn không ngừng. Nghe những người đọc sách kia nói, ở một tiểu trấn trên mạch thượng, một cổ tộc thiếu gia nhục mạ người đọc sách. Hắn không vừa mắt, tiến lên nói chuyện, nhưng không ngờ đối phương trực tiếp động thủ. Diệp Thu bị ép phản kích, nhưng không ngờ đã thương cổ tộc thiếu gia kia, lại bị người Liễu gia bao vây chặn đánh, bắt đầu chạy đến tận đầu tận đâu. Đi, chúng ta đi xem thử, Diệp Cẩn có quản hay không ta không xen vào, nhưng ta đã gặp thì nhất định phải quản. Diệp Thu hắn vậy mà thật sự ở mạch thượng, chúng ta cũng đi xem thử.